Sư phụ tôi là thần tiên, Dương Bách Xuyên. Tập 57. Dương Bách Xuyên sửng sốt hỏi, nghiêm trọng đến vậy sao? Chẳng phải ngươi đã ở trong trạng thái cổ hồn sao, ta thấy thần hồn của ngươi rất mạnh, lẽ ra thần hồn sẽ không thể tiêu vong chứ? Lão quỷ cười khổ đáp, thiếu chủ nhân nói rất đúng, đúng là dưới tình huống bình thường thì với trạng thái thần hồn của lão hủ sẽ không tiêu vong, nhưng khi đó là ở trong tình huống tự nhiên. Nếu có sự tác động từ bên ngoài tham gia vào, đến lúc đó chắc chắn lão hủ sẽ phải chết. Trước đó đã nói cho thiếu chủ nhân rồi, núi La Phù là một chí bảo không gian, khi tổ sư gia La Phù đạo quân đạt được núi La Phù, không biết vì sao lại nói là núi La Phù không có sự tồn tại của khí linh. Sau đó La Phù gặp kiếp nạn lớn, lão hủ hóa thành sơn linh của núi La Phù, tương đương thay thế cho sự tồn tại của khí linh. Vốn dĩ cứ cho rằng như vậy là có thể bảo vệ La Phù đời đời kiếp kiếp, ai ngờ một đoạn thời gian trước đó lão hủ mới biết được rằng không phải vậy. Sau khi đại kiếp nạn của La Phù kết thúc, lão hủ hóa thành sơn linh của núi La Phù, nhưng thật ra vẫn luôn ở trong trạng thái ngây thơ bản năng chứ hoàn toàn không có suy nghĩ và tư duy, tự chủ. Hoàn toàn đều dựa vào bản năng để làm việc, chính là ở trong trạng thái mà nhóm của thiếu chủ nhân nhìn thấy khi vừa mới đến tu đạo cung đó. Lão hủ hoàn toàn không có ý thức tự chủ mà chỉ dựa vào tiềm thức để làm việc. Mãi đến khi một linh thú của thiếu chủ nhân mở ra không gian bên trong đá trắng mà tổ sư gia La Phù đạo quân để lại, sau đó thiếu chủ nhân tiến vào trong và đạt được pháp môn truyền thừa mà tổ sư gia La Phù đạo quân để lại. Cũng chính vào lúc đó, lão hủ cứ như tự thông minh ra vậy, khôi phục tư duy và suy nghĩ. Trong đầu lão hủ cũng xuất hiện rất nhiều thông tin về đạo cung La Phù, cũng biết thì ra năm đó khi lão hủ lựa chọn trở thành sơn linh của núi La Phù cũng chỉ được coi như một biểu tượng mà thôi. Nếu không đạt được sự tán thành của văn bia đá trắng thì sẽ không có ý thức. Cũng may thiếu chủ nhân đạt được thông tin pháp môn của tổ sư gia, mà tổ sư gia chấp niệm mở ra văn bia đá trắng để lão hủ thông suốt hẳn, như vậy mới biết được một số bí mật mới của đạo cung La Phù. Ví dụ như bên trong tam cung lục viện có thứ gì, cùng với phong ấn cấm chế vân vân. Thậm chí còn nói với lão hủ rằng sợ nhất chính là điện La Phù, nơi muốn tiến vào trước tiên cũng là điện La Phù. Bởi vì khí linh của núi La Phù vốn nên tọa trấn ở điện La Phù, vấn đề hiện tại chính là lão hủ đang lo rằng nơi trung tâm của điện La Phù sau khi trải qua nhiều năm tháng như vậy đã sinh ra khí linh mới. Đương nhiên, có thể cũng sẽ không có, hoặc là đã bắt đầu sản sinh ra khí linh mới. Chỉ cần khí linh mới xuất hiện, đó chính là ngày chết của lão hủ. Khí linh mới sẽ không chịu đựng được sự tồn tại của khí linh giả như lão hủ. Thế nên lão hủ muốn vào trung tâm của điện La Phù. Xin thiếu chủ nhân giúp lão hủ thề sẽ luôn trung thành với thiếu chủ nhân. Lão quỷ kể lại một câu chuyện cũ vô cùng dài, nhưng Dương Bách Xuyên vẫn nghe hiểu. Sau khi nói xong, ông ta quỳ xuống với vẻ cầu xin. Dương Bách Xuyên nhìn lão quỷ với vẻ đã hiểu ra vì sao lão quỷ lại giúp mình. Thì ra là do ông ta có điều muốn cầu xin hắn, nói đi cũng phải nói lại, hắn cũng có thể hiểu vì sao lão quỷ lại làm như vậy. Nói không sợ chết ư. Người tu chân đều sợ chết, huống chi một người chỉ còn mỗi thần hồn như lão quỷ, nếu ông ta chết thì chỉ có xong đời hoàn toàn. Hơn nữa hắn cũng không ngờ điện La Phù sẽ quan trọng đến vậy, không chỉ đơn giản liên quan đến truyền thừa La Phù đạo quân để lại mà còn cả mạng của thần hồn lão quỷ. Dựa theo lời lão quỷ nói, trải qua vô số tháng năm, rất có khả năng điện La Phù trung tâm nhất của núi La Phù có thai nghén ra khí linh mới. Một khi khí linh mới sinh ra, nhất định sẽ không chịu để cho khí linh giả là lão quỷ tồn tại, đến lúc đó lão quỷ sẽ gặp nguy. Mà hắn người khống chế pháp môn truyền thừa của tổ sư gia La Phù đạo quân, hoàn toàn có khả năng trợ giúp lão quỷ. Đối với sự xin giúp đỡ của lão quỷ, Dương Bách Xuyên ngẫm lại không có lý do gì từ chối. Không vì cái gì khác, chỉ cần nhắc đến chuyện lão quỷ đã ra tay hỗ trợ giết Sơn Mộc đạo nhân Mạc Phong, thu phục huyết sát đồng anh hoặc là nói thiện linh của hiện tại. Trong mắt Dương Bách Xuyên tất cả đều là ân huệ. Được, ta đáp ứng ngươi, chỉ cần ta có thể đi vào điện La Phù, nhất định ta trợ giúp cho thân phận của ngươi hợp lệ, trở thành sơn linh chân chính của núi La Phù. Nếu núi La Phù đã thai nghén ra khí linh mới, ta cũng đứng về phía ngươi. Dương Bách Xuyên đút một viên thuốc an thần cho lão quỷ. Giữa người với người vốn chính là quá trình trả giá và báo đáp cho nhau. Chẳng phải trước đó lão quỷ giúp mình cũng là vì câu nói hiện tại của mình sao?
Lão hủ đa tạ thiếu chủ nhân yên tâm, chắc chắn lão hủ sẽ dốc hết toàn lực giúp thiếu chủ nhân giết hết đám người Hắc Hoa bà bà. Lão quỷ nhận được hứa hẹn của Dương Bách Xuyên thì vô cùng vui vẻ, ông ta cũng bày tỏ lòng trung thành với Dương Bách Xuyên luôn. Tốt lắm, người có biết làm thế nào để tiến vào Pháp Bảo Cung không? Hoặc là làm cách nào để tống hết đám người Hắc Hoa bà bà vào Pháp Bảo Cung? Dương Bách Xuyên hỏi lão quỷ. Lão quỷ nói, rất đơn giản, thiếu chủ nhân chỉ cần kết nối với chấp niệm của 64 vị tu sĩ xuất khiếu kỳ mở ra tất cả đường đi của các không gian bình phong, sau đó dùng chìa khóa minh văn là có thể mở Pháp Bảo Cung, đến lúc đó đám người Hắc Hoa bà bà sẽ tự động tiến vào. Dương Bách Xuyên gật đầu, nhắm mắt thử kết nối với chấp niệm của 64 vị đóng giữ nơi đây. Quả nhiên, rất nhanh hắn đã cảm nhận được vị trí của Hắc Hoa bà bà và Bách Biến Thần Quân. Ngay sau đó Dương Bách Xuyên lấy ba chiếc chìa khóa minh văn ra, sức lực thần hồn vừa động thì ba chiếc chìa khóa minh văn đã tỏa sáng mãnh liệt. Trong vô hình, chìa khóa đã thông không gian bình phong và mở cửa tiến vào Pháp Bảo Cung ra. Rất nhanh sau đó, Dương Bách Xuyên đã phát hiện đám người Hắc Hoa bà bà tiến vào cửa Pháp Bảo Cung. Hắn nhếch môi cười và gật đầu với lão quỷ, hai người cùng đi vào đường trong không gian bình phong, đầu tiên hắn muốn đi đến không gian bình phong có đám người Lê Nặc và Diệp Vô Tâm. Đám người Lê Nặc và Diệp Vô Tâm ở trong một không gian bình phong khá hẻo lánh, may mà đám người Hắc Hoa bà bà chưa tìm được, nhưng nếu bọn họ có tìm được thì Dương Bách Xuyên cũng có biện pháp ngăn cản. Hiện tại đã mở cửa của Pháp Bảo Cung ra, tất cả đám người Hắc Hoa bà bà đều tiến vào Pháp Bảo Cung, cũng không có thời gian để ý bọn Lê Nặc và Diệp Vô Tâm. Lần này Dương Bách Xuyên muốn ngư ông đắc lợi, sau khi hội họp với đám Lê Nặc, hắn và bọn họ sẽ đang âm thầm quan sát Hắc Hoa bà bà và Bách Biến Thần Quân rồi tùy cơ hành động, tìm cơ hội dễ ra tay nhất để xử lý từng người. Dương Bách Xuyên người chiếm hết thiên thời địa lợi có thể tùy thời xuyên qua các gian của không gian bình phong. Ngay sau đó, Dương Bách Xuyên xuất hiện ở chỗ của Lê Nặc và Diệp Vô Tâm. Vân đệ đệ, người đến rồi, thấy Dương Bách Xuyên xuất hiện, trông Lê Nặc vui vẻ hắn. Bọn họ đã bị nhốt trong không gian bình phong này lâu rồi nên cũng rất lo lắng. Nếu không phải biết Dương Bách Xuyên có thủ đoạn độc đáo và chắc chắn hắn sẽ tới, Lê Nặc đã định chuẩn bị công kích không gian bình phong thật mạnh bạo để nghĩ cách đi ra ngoài rồi. Nhưng điều bà không biết là dù có công kích mạnh thì cũng không có tác dụng gì ở không gian bình phong này. Diệp Vô Tâm trông thấy Dương Bách Xuyên xuất hiện cũng kích động không thôi. Tuy nàng không mở miệng nói chuyện, nhưng Dương Bách Xuyên lại có thể cảm nhận được sự quan tâm của nàng đối với mình. Lê tỷ tỷ, để các người đợi lâu rồi, giải thích qua loa cho mấy người chuyện của Sơn Mộc Đạo Nhân bằng dăm ba câu xong, Dương Bách Xuyên phất tay mở cửa Pháp Bảo Cung ra rồi dẫn đám người Lê Nặc và Diệp Vô Tâm tiến vào Pháp Bảo Cung. Pháp Bảo Cung khác với Tu Đạo Cung và Lưu Ly Cung, nơi đây là cung điện chuyên môn để gửi Pháp Bảo. Sau khi đến đây Dương Bách Xuyên mới nhận ra Pháp Bảo Cung hoàn toàn không có dạng cung điện mà cứ như một cái sảnh lớn trong sơn động vậy. So sánh với hai cung trước đó thì không lớn lắm. Nơi mà hơn 10 người bọn họ xuất hiện là một đại sảnh sơn động rộng hơn 100 mét vuông, ở chính giữa đại sảnh có một cái tế đàn, phái trên khắc có phủ văn trận pháp. Dương Bách Xuyên vừa xuất hiện đã biết nơi này là nơi rời đi, hoặc có thể nói là cửa vào sáu viện. Toàn bộ đại sảnh của Pháp Bảo Cung đều là bạch ngọc, cũng không tối tăm mà còn vô cùng sáng chói. Tế đàn xuất hiện ở chính giữa đại sảnh cao khoảng 1 mét, rộng khoảng 9 mét. Thứ đặc biệt nhất trong đại sảnh chính là 9 điêu khắc che kín phù văn. Những phù văn đó như tấm bia đá khắc quanh một vòng trên vách tường vậy, Dương Bách Xuyên không hề biết những phù văn khắc phía trên là gì. Nội dung phía trên của 9 phù văn không giống nhau. Mỗi một phù văn đều đang tản ra vầng sáng nhàn nhạt, rất có quy luật. Dương Bách Xuyên nhìn kỹ một vòng phù văn này nhưng không có cái nào hắn biết cả. Điều đó khiến hắn có hơi luống cuống. Hắn nhìn về phía Lê Nặc và nói, Lê tỷ tỷ, bọn tỷ có biết những phù văn đó không? Lê Nặc lắc đầu nói, những phù văn hẳn là phù văn cổ xưa có niên đại vô cùng xa xưa, ta không nhận ra. Ngươi và Lão Diệp thì sao? Dương Bách Xuyên hỏi Diệp Vô Tâm và Diệp Ninh, Dương Bách Xuyên thấy rằng Thương hội Thiên Diệp đã bao trùm toàn bộ việc làm ăn của Sơn Hải Giới, với tư cách là người của Thương hội Thiên Diệp, hẳn là Diệp Vô Tâm và Diệp Ninh sẽ biết những thứ này. Nếu bọn họ đều không biết thì gay gâu đây.
phàm là phù văn có thể xuất hiện ở pháp bảo cung thì chắc chắn sẽ không đơn giản như vậy. Hơn nữa hắn biết chín phù văn này thật ra chính là chín cái cửa, chắc chắn chính là cửa phong ấn chín pháp bảo trong lời lão quỷ. Sở dĩ muốn biết rõ nội dung của những phù văn đó là do Dương Bách Xuyên sợ mắc sai lầm. Hiển nhiên đám người Hắc Hoa bà đã tiến vào những cửa phù văn này, đi cướp đoạt pháp bảo. Diệp Vô Tâm và Diệp Ninh nghe thấy Dương Bách Xuyên hỏi chuyện thì đồng thời lắc đầu tỏ vẻ không biết. Lúc này, bên tai Dương Bách Xuyên vang lên tiếng lão quỷ, thiếu chủ nhân lão hủ biết những phù văn đó. Nghe lão quỷ nói vậy, hai mắt Dương Bách Xuyên sáng lên, hắn thầm mắng chính mình ngu xuẩn, có sẵn hướng dẫn du lịch là lão quỷ mà không dùng, lại đi hỏi đám người Lê Nặc thì hơi có chút bỏ gần tìm xa. Nơi này là núi La Phù. Lúc sinh thời bản thân lão quỷ chính là đại trưởng lão của núi La Phù. Sau khi chết, thần hồn ông ta lại trở thành sơn linh của núi La Phù, đương nhiên thân phận sơn linh này của ông ta vẫn chưa được chấp nhận. Nhưng điều đó không ảnh hưởng đến việc ông ta hiểu nội dung của những phù văn này. Hắn thầm hỏi trong lòng, nói nhanh lên, nội dung là gì? Dương Bách Xuyên biết lão quỷ đang ở trong trạng thái ẩn thân, chỉ có hắn có thể giao tiếp với lão quỷ mà thôi. Người khác không nghe thấy cũng không nhìn thấy, trừ khi lão quỷ chủ động xuất hiện. Hồi bẩm thiếu chủ nhân, vừa rồi lão hủ đã đọc rồi, chín phù văn này chính nơi nơi phong ấn chín pháp bảo, cũng đúng là cửa phù văn, bên trong tự tạo thành không gian. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Mỗi một pháp bảo trong số chín pháp đều có yêu hồn bảo vệ, muốn đạt được chín pháp bảo này cũng không dễ dàng. Cho nên thiếu chủ nhân tạm thời không cần lo lắng đám người Hắc Hoa bà tiến vào và lấy được những pháp bảo đó. Cứ như lão quỷ có thể đoán được suy nghĩ trong lòng Dương Bách Xuyên vậy, thế nên ông ta mới giải thích luôn cho Dương Bách Xuyên rằng tạm thời không cần lo lắng chuyện Hắc Hoa bà và Bách Biến Thần Quân sẽ dễ dàng lấy được những pháp bảo đó. Dương Bách Xuyên nghe xong thì tiếp tục thầm hỏi lão quỷ ở trong lòng, trên đó có nói là pháp bảo kiểu gì không? Hay có nói là yêu hồn nào bảo vệ không? Sau khi hỏi xong, ngoài dự đoán của Dương Bách Xuyên, lão quỷ lại nở một nụ cười khoái trá, tiếng cười cứ như phát hiện ra chuyện thú vị gì đó vậy. Sau đó, ông ta mới giải thích điều khiến cho Dương Bách Xuyên trợn mắt há hốc mồm. Chỉ nghe lão quỷ nói với chất giọng chứa ý cười, thiếu chủ nhân, trước đó lão hủ không biết, nhưng sau khi xem xong nội dung trên phù văn thì lão hủ mới rõ. Chín pháp bảo của pháp bảo cung là giả mà thôi. Nhìn bên ngoài thì có 9 không gian, bên trong đều có một pháp bảo, mỗi một pháp bảo đều có thiết lập một yêu hồn mạnh mẽ bảo vệ. Trong mắt bất cứ ai thì những pháp bảo được yêu hồn đó bảo vệ đều sẽ có chỗ không tầm thường. Mà trên thực tế, 9 pháp bảo thật ra chỉ là linh khí bình thường chứ không phải pháp bảo có uy lực lớn gì. Nói trắng ra chính là một cái hố, nếu đám người Hắc Hoa bà có thể đọc hiểu nội dung của những phù văn này thì sẽ biết được ý ẩn chứa trong đó. Cũng có thể có được kho báu chân chính của pháp bảo cung. Đáng tiếc bọn họ sẽ không biết pháp bảo chân chính của pháp bảo cung là cái gì. Khi nói chuyện, giọng lão quỷ tràn ngập sự thích ý quái ác, cứ như ông ta đã nghĩ ra hình ảnh thú vị nào đó vậy. Dương Bách Xuyên càng ngày nghe càng nghi hoặc, nhịn không được nói, lão quỷ, đừng vòng vo, nếu người nói như vậy thì chẳng phải pháp bảo cung không có pháp bảo sao. Lão quỷ nghe ra được sự mất kiên nhẫn trong giọng Dương Bách Xuyên bèn vội vàng trả lời, thưa thiếu chủ nhân, kỳ thật pháp bảo chân chính của pháp bảo cung chính là 9 yêu hồn bảo vệ pháp bảo trên danh nghĩa. 9 yêu thú đều là những yêu thú quý hiếm mà thế hệ tổ sư gia thu phục từ đất hoang hồng hoang vào lúc La Phù lập tông. Ở La Phù có cái tên là cửu chân của La Phù, lão hủ cứ tưởng là cửu chân lập tông của La Phù đã sớm biến mất, không ngờ lại trở thành yêu hồn bảo vệ pháp bảo cung của đạo cung La Phù. Hoặc có thể nói 9 yêu hồn lớn đó vốn chính là chân bảo chân chính của pháp bảo cung. Hiện tại xem ra trí bảo của núi La Phù, còn có rất nhiều bí mật chúng ta không biết. Nếu không phải hôm nay đọc được những phù văn đó, e là sẽ không có ai biết pháp bảo chân chính của pháp bảo cung là cái gì. Trên người 9 đại yêu hồn có yêu hồn chủ châu, mà yêu hồn thì có vô số nhưng yêu hồn có thể ngưng tụ ra yêu hồn châu thì rất ít. Công hiệu lớn nhất của yêu hồn châu đó là gia tăng sức mạnh thần hồn. Mọi người đều biết, người tu chân tăng chân khí khá dễ dàng, nhưng muốn tăng sức mạnh thần hồn thì khó khăn vô cùng. Cũng không có nhiều thiên tài địa bảo có tác dụng tăng sức mạnh thần hồn, nhưng yêu hồn châu chính là một trong số đó. Tu chân càng đến hậu kỳ thì thần hồn tăng càng khó.
nhưng chắc chắn rằng chỉ cần tăng một chút thần hồn cũng đã có lợi cho người tu chân vô cùng rồi. Thậm chí khi cảnh giới lên đến xuất khiếu kỳ tu luyện âm thần dương thần, hoàn toàn không thể tách khỏi sức mạnh thần hồn. Thần hồn càng mạnh, tu luyện âm dương thần tướng sẽ càng nhẹ nhàng hơn. Chưa kể linh thức sẽ tăng nhiều, hậu kỳ mà có linh thức mạnh thì sẽ sinh ra rất nhiều thần thông tu luyện, tất cả đều cần thần hồn hùng mạnh làm bệ đỡ. Thiếu chủ nhân cứ chờ đám hắc hoa bà và yêu hồn đấu đến hai bên đều thương tích rồi hãy đi ra thu thập tàn cục, hoặc có thể tránh ở trong tối và hành động bất cứ lúc nào. Dù sao cũng không cần nhìn chằm chằm vào pháp khí, thiếu chủ nhân quan sát kỹ yêu hồn là được, lấy được yêu hồn châu mới là quan trọng nhất. Dương Bách Xuyên nghe lão quỷ nói vậy mà đôi mắt đã bắt đầu tỏa sáng xanh lập lòe. Yêu hồn châu có thể tăng sức mạnh thần hồn thật đúng là chí bảo. Hồi mới đầu khi hắn tu luyện ở Sơn Động Hầu Đậu Đậu đạt được truyền thừa nguyên thần kinh của Tư Không Nguyên, không có ai so với hắn hiểu rõ sự trợ giúp to lớn của sức mạnh thần hồn với người tu chân nữa. Hắn tu luyện nguyên thần kinh đã lâu không tăng lên rồi, nếu có thể có được 9 đại yêu hồn châu thì chắc thực lực hắn sẽ lên tầng cao mới. Quan trọng nhất chính là, Dương Bách Xuyên ngẫm lại chuyện Hắc Hoa bà và Bách Biến Thần Quân sẽ đấu sống chết với yêu hồn nhưng kết quả là pháp bảo chân chính của pháp bảo cung lại bị mình vợt mất. Đến lúc đó không biết hai lão già đáng chết đó sẽ có vẻ mặt thế nào, chắc chắn sẽ vô cùng đặc sắc cho mà xem. Lúc nghĩ đến đây, người họ Dương nào đó lại mỉm cười tà ác. Đương nhiên Lê Nặc, Diệp Vô Tâm và những người khác không được cuộc đối thoại giữa Dương Bách Xuyên và lão quỷ. Càng không biết tới thân phận của lão quỷ và việc lão quỷ đã nhận Dương Bách Xuyên làm chủ nhân. Vốn dĩ bọn họ cho rằng Dương Bách Xuyên đang nghiên cứu mấy phù văn đó nên mọi người đều không làm phiền hắn, không ngờ một lát sau Dương Bách Xuyên lại chợt cười khúc khích, hơn nữa nụ cười còn rất ngả ngớn. Diệp Vô Tâm còn tưởng rằng Dương Bách Xuyên đã xảy ra chuyện gì, nàng không nhịn được hỏi, ngươi. Ngươi làm sao vậy? Dương Bách Xuyên bị Diệp Vô Tâm cắt ngang cơn mơ. Lúc này mới phát hiện hoàn cảnh lúng túng của mình, hắn cười ha ha bảo, không có sao hết, tôi chỉ đang nhớ tới một chuyện rất buồn cười tôi, ha ha. Giải thích cho Diệp Vô Tâm xong, người nào đó họ Dương vẫn không nhịn được chỉ muốn cười. Hết cách rồi, cứ hễ nghĩ về việc nếu đám người Hắc Hoa bà phát hiện ra bọn họ liều sống liều chết như vậy mà cuối cùng chỉ đang may áo cưới cho mình, người nào đó họ Dương không muốn cười cũng khó. Đối với chuyện yêu hồn là pháp bảo thực sự của cung pháp bảo, Dương Bách Xuyên không nói với bất kỳ ai cả. Chung quy thì hắn không phải là thánh nhân, hắn cũng giống như các tu giả khác, đều có lòng ích kỷ, hắn cũng không phải là ngoại lệ. Hơn nữa, hắn biết rất rõ về sự quý giá của yêu hồn châu, nếu có được 9 viên yêu hồn châu, đó chắc chắn sẽ là một bước nhảy vọt trên con đường tu chân của hắn. Mặt khác, nếu hắn nói ra thì khó tránh khỏi sẽ phạm sai lầm. Đến lúc đó ngay cả một viên yêu hồn châu cũng chưa chắc sẽ lấy được. Hơn nữa 9 món đồ linh khí ở trong cung pháp bảo đều là thật, chẳng qua trong lời lão quỷ thuật lại thì ông ta lại chướng mắt chúng, hoặc cũng có thể nói rằng nếu so sánh với yêu hồn châu thì chúng không được xem như pháp bảo. Dương Bách Xuyên có thể giúp những người khác lấy được linh khí, nhưng mà hắn sẽ không từ bỏ yêu hồn châu. Sau đó Dương Bách Xuyên nói với Diệp Vô Tâm, Lê Nặc và những người khác về 9 món đồ linh khí trong 9 cánh cửa phù văn. Bảo bọn họ là sau khi tiến vào thì hãy nghĩ cách chấp lấy thời cơ ra tay cướp đoạt linh khí ngay sau khi đám người Hắc Hoa bà và yêu hồn lưỡng bại câu thương. Hắn không đề cập đến một từ nào về yêu hồn châu. Hắn và đám người Lê Nặc chia ra làm 8 nhóm, mỗi người chọn một cánh cửa nơi pháp bảo được phong ấn, chuẩn bị đi vào tìm kiếm cơ hội. Lý do tại sao mà có 9 cánh cửa nhưng lại chỉ chia ra 8 nhóm thì đây là ý của Dương Bách Xuyên. Theo ý kiến của hắn thì Hắc Hoa bà và Bách Biến Thần Quân giản tính tính là khó chơi nhất, nhưng đó là do cờ chiêu hồn trong tay Bách Biến Thần Quân hay là hồ lô khí độc quỷ dị trong tay Hắc Hoa bà đều không phải là phàm vật, muốn đối phó với hai người này thì hoàn toàn không được coi khinh họ. Ý tưởng của Dương Bách Xuyên là hắn sẽ đi trước đối phó với Bách Biến Thần Quân giản tính tính, còn về phần Hắc Hoa bà, hắn cảm giác bà già kia rất không đơn giản nên quyết định giữ lại bà ta đến cuối cùng. Không thể để đám người Lê Nặc đi mạo hiểm được, bởi vậy mới chia thành 8 nhóm người, tạm thời bỏ qua cho Hắc Hoa bà trước. Sau khi sắp xếp xong xuôi cho từng người, Dương Bách Xuyên kêu lão quỷ cảm ứng rồi tìm ra vị trí của Bách Biến Thần Quân giản tính tính, sau đó hắn bước vào cánh cửa phù văn. Hắn đi vào một mình và không dẫn theo bất kỳ ai.
trong tay Bách Biến Thần Quân Giản Tĩnh Tĩnh có cờ chiêu hồn, hoàn toàn không phải kẻ thiện lành gì cho cam. Dương Bách Xuyên dám tìm Bách Biến Thần Quân Giản Tĩnh Tĩnh là bởi vì hắn có lợi thế là không bị hạn chế pháp lực, lại còn có lão quỷ ẩn trong bóng tối hỗ trợ âm thầm nữa, bởi thế hắn rất tự tin. Khi Dương Bách Xuyên bước vào cánh cửa có Bách Biến Thần Quân Giản Tĩnh Tĩnh, hắn còn chưa kịp xem xét tình hình trong không gian với một lượng lớn phù văn, sau lưng chợt truyền tới một làn sóng linh nguyên dao động. Dương Bách Xuyên lập tức bị dọa nhảy dựng. Còn tưởng rằng mình vừa mới vào đã bị Bách Biến Thần Quân Giản Tĩnh Tĩnh phát hiện, hắn giơ kiếm đổ long trong tay lên chuẩn bị tấn công. Nhưng mà ngay sau khi nhìn thấy bóng người, hắn vội vàng thu tay lại. Nơi mà linh nguyên dao động nhấp nháy ở sau lưng chính là cánh cửa mà hắn đã bước qua, hơn nữa người xuất hiện lại chính là Diệp Vô Tâm. Sao ngươi lại tới đây? Dương Bách Xuyên nhìn Diệp Vô Tâm có chút không nói nên lời. Vốn dĩ bọn họ đã bàn bạc xong xuôi cả rồi, xếp cho Diệp Vô Tâm chung một nhóm với Diệp Ninh, để bảo vệ sự an toàn cho nàng, hắn còn để lại Yêu Vương Tiểu Bạch nữa, không ngờ rằng vị đại tiểu thư này lại đổi ý đi theo mình tiến vào không gian phù văn có Bách Biến Thần Quân. Bách Biến Thần Quân có những thủ đoạn gì, Dương Bách Xuyên còn chưa được trải nghiệm toàn bộ, nhưng có một điều chắc chắn là cờ chiêu hồn không phải thứ soàng. Có thể nói... Mỗi uy hiếp mà Bách Biến Thần Quân Giản Tĩnh Tĩnh mang đến sẽ không kém hơn Sơn Mộc Đạo Nhân Mạc Phong là bao, pháp bảo được luyện chế trong tay hai người đều là những pháp bảo tàn nhẫn độc ác dễ bị trời phạt và cũng cực kỳ mạnh mẽ nguy hiểm nữa. Hiện tại Diệp Vô Tâm lại đi vào theo, điều này khiến cho Dương Bách Xuyên cảm thấy đau đầu cực kỳ. Thường thì tiến vào cánh cửa phù văn rất dễ nhưng để mà đi ra ngoài mới khó, hoàn toàn không thể nhìn thấy lối ra. Dương Bách Xuyên cần phải dùng chìa khóa minh văn để mở ra thì mới có thể đưa Diệp Vô Tâm ra ngoài. Nhưng một khi sử dụng chìa khóa minh văn, nhất định sẽ khiến Bách Biến Thần Quân Giản Tĩnh Tĩnh chú ý tới, đến lúc đó chẳng phải là kế hoạch bọ ngựa bắt ve chim sẻ núp bóng của hắn sẽ thất bại sao? Ta, người có thể tới đương nhiên bổn cô nương cũng có thể tới, hừ. Giọng điệu Diệp Vô Tâm ngắc ngứ, đỏ mặt trả lời, nhưng nàng lại âm thầm bổ sung trong lòng rằng, chẳng phải là bởi ta thấy ngươi đi một mình nên lo cho người còn gì. Đương nhiên Dương Bách Xuyên sẽ không biết được suy nghĩ của Diệp Vô Tâm, cười khổ nói, thôi vậy, tới cũng tới rồi nhưng mà ngươi phải theo sát ta nghe lời ta, không được tùy hứng. Dương Bách Xuyên còn chưa nói xong thì đã bị Diệp Vô Tâm ngắt lời, ngươi. Dương Bách Xuyên ngươi có ý gì đấy, ở trong lòng ngươi bổn cô nương chỉ biết tùy hứng thôi sao? Có ý gì thế hả? Đừng quên ngươi vẫn là người hầu của bổn cô nương. Ngươi dựa vào đâu mà bắt bổn cô nương phải nghe lời ngươi? Dương Bách Xuyên gào thét trong lòng, con mẹ nó đây không phải tùy hứng thì là cái gì hả? Hắn cũng biết thừa vị đại tiểu thư này không dễ chọc, cũng không định nói đạo lý với vị đại tiểu thư này, trước nay chưa một ai có thể nói đạo lý thắng phụ nữ. Được được được, ta sai rồi, là ta sai, đại tiểu thư ngài là chủ nhân ta là người hầu, hiện tại hai người chúng ta cần phải cẩn thận mới được. Trong tay Bách Biến Thần Quân Giản Tĩnh Tĩnh có cờ chiêu hồn cũng không phải là chuyện đùa, có được không nào? Dương Bách Xuyên ngỏ ý đầu hàng nói chuyện với Diệp Vô Tâm. Diệp Vô Tâm thấy Dương Bách Xuyên đầu hàng thì cười đắc ý nói, coi như ngươi thức thời, được rồi, bổn cô nương nghe ngươi, ngươi nói thế nào thì là thế đó. Hiển nhiên Diệp Vô Tâm không phải người điêu ngoa tùy hứng thật, nàng chỉ muốn đấu võ mồm với Dương Bách Xuyên mà thôi. Trái lại. Thật ra Diệp Vô Tâm lại là một người rất có tình nghĩa và cực kỳ thông minh. Ngay sau đó Dương Bách Xuyên và Diệp Vô Tâm mới xem xét tình hình xung quanh. Thật ra không gian phù văn không khác cảnh tượng trong đại điện là bao, đều là bộ dạng trong sơn động, chất liệu chính vẫn là bằng ngọc trắng, toàn bộ sơn động rất sáng, bộ cục cũng rất phức tạp. Nơi này không phải là đại sảnh mà là một khúc cua loanh quanh lòng vòng, cũng không biết sơn động cao rộng khoảng 3 mét này sâu tới cỡ nào. Cẩn thận lắng nghe nhưng không thấy có âm nào truyền ra cả. Cho nên Dương Bách Xuyên đoán rằng sơn động này ít cũng phải sâu đến mấy trăm mét, hắn và Diệp Vô Tâm đi thẳng vào sâu bên trong. Khoảng chừng nửa tiếng sau, Dương Bách Xuyên và Diệp Vô Tâm đột nhiên nghe thấy một tiếng gầm lớn. Giống. Hú hú hú. Là tiếng gầm của dã thú và cũng là tiếng quỷ khóc sói gào. Dương Bách Xuyên biết rằng đó là tiếng quỷ hồn mà cờ chiêu hồn của Bách Biến Thần Quân Giản Tĩnh Tĩnh thả ra đang chém giết yêu hồn canh giữ nơi đây. Hẳn là sắp đến đích rồi, ngươi theo sát ta. Dương Bách Xuyên dặn dò Diệp Vô Tâm một tiếng.
Diệp Vô Tâm nghe thấy Dương Bách Xuyên không chê phiền lụy mà dặn dò mình thì nhẹ giọng trả lời, trong lòng xuất hiện một cảm giác rất kỳ lạ. Sau đó hai người cẩn thận tiến lên phía trước, bên tai nghe thấy tiếng giống giận càng lúc càng vang vọng. Khoảng 10 phút sau, Dương Bách Xuyên đột nhiên dừng lại. Dương Bách Xuyên phát hiện ra 7-8 tu chân giả trong một góc cua hình số 7, hai người trong số đó còn có tu vi Nguyên Anh trung kỳ nữa, 6 người khác là tu vi Nguyên Anh sơ kỳ. Thông qua linh thức hắn phát hiện ra rằng, mấy người đó đang canh giữ trước một cánh cửa lớn, cánh cửa bằng ngọc trắng đó đóng chặt, bên trong truyền đến tiếng giống giận rung trời, không thấy bóng dáng của Bách Biến Thần Quân đâu cả. Rất rõ ràng, Bách Biến Thần Quân đang điều khiển cờ chiêu hồn chiến đấu với yêu hồn ở bên trong đó, mà những người ở bên ngoài này đang đứng gác không cho ai đến quấy rầy cả. Người đứng ở đây đợi ta, ta đi xử lý mấy người kia trước đã. Dương Bách Xuyên nói với Diệp Vô Tâm xong, cũng không đợi Diệp Vô Tâm đáp lời, hắn vận dụng chỉ xích thiên nhai công và biến mất tại chỗ. Ở đây thì ngoại trừ các sinh linh bản địa không chịu áp lực áp chế ra thì tất cả mọi người đều không thể may mắn thoát khỏi. Dương Bách Xuyên chắc chắn là vua, cũng giống như thế giới bên ngoài, ở đây hắn có thể sử dụng pháp lực và nhiều thứ khác, còn có lão quỷ đang âm thầm hỗ trợ nữa, đừng thấy trong 8 người kia có cao thủ Nguyên Anh trung kỳ. Nếu muốn giết những người đó thì hắn không hoàn toàn cần tốn nhiều sức. Có chỉ xích thiên nhai công và sau khi đã vận chuyển thân pháp thần thông, Dương Bách Xuyên chính là một bóng ma ở trong mắt những người này. Phốc phốc phốc. A a. Từng âm thanh trầm đục vang lên, chưa đến 10 giây Dương Bách Xuyên đã giết hết toàn bộ. Đương nhiên đây cũng là kết quả do lão quỷ âm thầm hỗ trợ. Đợi sau khi giải quyết 8 người xong, tiếng của lão quỷ vang lên bên tai Dương Bách Xuyên, thiếu chủ nhân, Bách Biến Thần Quân đang ở bên trong cánh cửa bằng ngọc trắng này, bên trong là một đại sảnh có yêu hồn tồn tại. Ngoại trừ Bách Biến Thần Quân ra thì trong đó còn có 3 gã tu chân giả với tu vi Nguyên Anh trung kỳ, lão hủ cảm giác được, Bách Biến Thần Quân đang có ưu thế hơn, hẳn là đã áp chế được yêu hồn rồi, hiện giờ tiến vào chính là cơ hội tốt. Được, vậy thì không chần chờ gì nữa, ngươi âm thầm hỗ trợ nhé. Nghe lão quỷ nói vậy, Dương Bách Xuyên nhìn cánh cửa bằng ngọc trắng đang đóng chặt, hai mắt lóe lên tia sáng xanh. Dương Bách Xuyên đi đến trước cánh cửa bằng ngọc trắng, không cần dùng nhiều lực đã đẩy cánh cửa bằng ngọc trắng ra thành một khe hở đủ để đi qua. Gào! Trong nháy mắt một tiếng gầm rú đinh tai nhức óc vang lên, Dương Bách Xuyên đột nhiên nghe thấy không kịp đề phòng dẫn tới tâm thần run lên. Trước đó hắn đứng ngoài nghe thì chưa cảm thấy gì cả. Tới giờ vừa mở cánh cửa bằng ngọc trắng này ra, tiếng gầm rú giận dữ đó khiến cho Dương Bách Xuyên phải thay đổi sắc mặt. Hú hú hú. Ngay sau đó vang lên một tiếng hú dài âm trầm, như thể có tiếng kêu của trăm ngàn oan hồn đang truyền đến từ vực sâu vậy. Một luồng khí lạnh cũng phả vào mặt, khiến Dương Bách Xuyên không nhịn được mà dùng mình một cái. Lúc Dương Bách Xuyên ngẩng đầu nhìn lên, hắn phát hiện đây đúng là một sảnh rất lớn. Không gian khoảng 70-80 mét vuông. Bên trong đại sảnh tràn ngập âm sát ma khí đen nhánh. Trong đám ma khí đang quay cuồng như mây đen, Dương Bách Xuyên nhìn thấy một đống lệ quỷ với gương mặt dữ tợn đang dương nanh múa vuốt rồi gào giống. Bao bọc trong trung tâm của âm sát ma khí chính là một yêu hồn mạnh mẽ cả người đỏ sậm với thân hình cao lớn dũng mãnh, hình như toàn thân nó còn có vảy lân nữa, về cơ bản trông nó như một con trâu nhưng nó lại có một con mắt ở giữa mày. Trên đầu cũng mọc sừng sững một cái sừng. Nó ngoác cái miệng rộng như bồn máu với hàm răng giống như gai ngược ra, tổng chiều cao ước chừng 3 mét, tiếng gầm rất có khí thế, nếu không phải Dương Bách Xuyên đã biết trước đó là thân thể của yêu hồn thì hắn cũng sẽ tưởng rằng đó là bản thể thật của yêu hồn. Nhìn rất sống động, thân thể của yêu hồn bình thường thì luôn tạo cho người ta một ảo giác rằng nó không có thật, nhưng mà yêu hồn mà hắn nhìn thấy trước mắt này lại rất chân thực. Hoàn toàn không giống thân thể của yêu hồn chút nào. Dương Bách Xuyên biết rằng yêu hồn nhìn càng giống thật thì càng chứng tỏ chúng rất mạnh. Hắn không nhịn được mà hỏi lão quỷ, đây là loại yêu hồn gì thế? Hồi bẩm thiếu chủ nhân, đây là hồng hoang dị thú xích tượng, nếu nó còn sống thì có lẽ chính là một con dị thú có khả năng khiêng cả núi to, cho dù chết rồi thì cũng thuộc hạng có thể ngưng tụ ra yêu hồn mà không bị tiêu tan, rất khó đối phó. Nhưng mà hiện giờ xem ra Bách Biến Thần Quân đã tìm ra được phương pháp đối phó với nó, ông ta dùng sức mạnh âm sát của trăm ngàn lệ hồn trong cờ chiêu hồn để đối phó với xích tượng yêu hồn, cũng coi như là một cách tốt.
Cờ chiêu hồn chí âm vô cùng, mà thuộc tính của xích tượng yêu hồn thì lại thiên dương, âm dương đối kháng xem như đã tìm ra đúng cách, nhưng mà thiếu chủ nhân có thể chờ xem trước, lão hủ thấy xích tượng sẽ không dễ dàng bị đánh bại như vậy đâu, nhất định nó sẽ phản kháng. Chỉ bằng thiếu chủ nhân giải quyết ba gã tu sĩ nguyên anh trung kỳ bên cạnh bách biến thần quân trước thì hợp lý hơn. Lão quỷ đưa ra kiến nghị với Dương Bách Xuyên. Ban đầu Dương Bách Xuyên không có chú ý quan sát, sau khi nghe lão quỷ nói vậy hắn mới nhìn thấy ở phía sau âm sát ma khí đen nhánh có bốn người. Nhìn cách bọn họ đứng thì có vẻ như đang kết thành một trận pháp tứ tượng. Mà cái tên âm dương lẫn lộn bách biến thần quân giản tĩnh tĩnh kia thì lại đứng ở bên trong, cầm cờ chiêu hồn trong tay hiển nhiên là đang điều khiển trăm ngàn lệ quỷ đối phó với xích tượng yêu hồn. Ba gã tu sĩ nguyên anh trung kỳ khác, mỗi người đều nắm phù chú trong tay, ánh mắt dán chặt vào xích tượng yêu hồn ở giữa sân, luôn trong trạng thái sẵn sàng chờ đợi cơ hội để ra tay. Giờ phút này, Dương Bách Xuyên nhéo mắt lại, hắn biết bách biến thần quân và ba người khác vẫn chưa phát hiện ra sự tồn tại của mình, càng chứng tỏ kiến nghị của lão quỷ rất hợp lý, đây chính là lúc hắn nên ra tay. Nhưng khi nhìn thấy trong tay ba gã tu sĩ nguyên anh trung kỳ đang bao quanh bách biến thần quân giản tĩnh tĩnh đều có phù chú, hắn biết đây chính là biến số. Tuy rằng ở trong này pháp lực sẽ bị áp chế, nhưng mà lại có thể sử dụng phù chú, hơn nữa có một số phù chú có thể gây tử vong, sơ sẩy một chút thôi là sẽ lật thuyền trong cống ngầm. Nhưng bất kể có như thế nào, Dương Bách Xuyên cũng phải mạo hiểm thử một lần, ngay sau đó hắn nói với lão quỷ áp trận cho ta đi giết địch. Thiếu chủ nhân yên tâm, có lão hủ ở đây, bọn họ không tạo nổi sóng gió gì đâu. Trong giọng nói của lão quỷ cũng tràn ngập tự tin. Lão quỷ cũng là trạng thái thần hồn, nhưng ông ta là cổ hồn từ mấy vạn năm trước, đồng thời cũng là sơn linh của núi La Phù, có thể nắm giữ và sử dụng một phần sức mạnh của núi La Phù, đây là một lợi thế mà những sinh linh khác không có. Bởi Dương Bách Xuyên đã có một sự ăn ý nhất định với lão quỷ vậy nên hắn cũng có lòng tin sẽ giết địch thành công. Chân khẽ di chuyển, lập tức biến mất trước cửa, xông vào khe cửa nhanh như tia chớp. Ngay sau đó khi hắn xuất hiện trở lại thì đã đi tới bên cạnh một lão giả có vẻ ngoài khoảng 60 tuổi, đâm thẳng kiếm đồ long vào ngực lão giả đó. Hừ, tiểu tặc, ta chờ ngươi đã lâu. Biến cố lớn xuất hiện, lại là tiếng hừ lạnh của bách biến thần quân giản tĩnh tĩnh vang lên. Lúc Dương Bách Xuyên đâm một kiếm về phía lão giả. Lão giả đó cũng đồng thời vặn người né tránh một kiếm của hắn, ánh sáng trong tay lóe lên, ném phù chú về phía Dương Bách Xuyên. Bảo. Trảm. Định. Trăm hồn quấn thân. Những tiếng hô vang lên liên tiếp. Dương Bách Xuyên cực kỳ hốt hoảng, rất rõ ràng, bách biến thần quân và ba người khác đã biết đến sự tồn tại của hắn từ lâu rồi, người ta chỉ đang giả vờ như chưa có phát hiện ra, chờ hắn tự chui đầu vào lưới. Một cái bẫy thật là lớn mà. Lúc này Dương Bách Xuyên muốn rút lui cũng không kịp nữa rồi, bởi vì bách biến thần quân giản tĩnh tĩnh và ba người khác gần như đều đang ra tay với hắn cùng một lúc. Sau khi ném phù chú trong tay ra thì lão giả thứ nhất hô lên một chữ bạo, năng lượng linh khí cường đại giống như tu sĩ tự bạo kim đan lập tức sản sinh ra sóng năng lượng cực kỳ khủng bố. Người thứ hai hô lên một tiếng chảm, phù chú được ném ra là phù chú kiếm khí. Chỉ riêng hơi thở kiếm khí cường đại đã khiến lông tóc Dương Bách Xuyên dựng ngược rồi. Người thứ ba phun ra một tiếng định, Dương Bách Xuyên lập tức cảm thấy cơ thể mình không thể cử động được, thực hiển nhiên nó chính là định thân phù. Cuối cùng bách biến thần quân giản tĩnh tĩnh hô lên trăm hồn quấn thân. Tức khắc Dương Bách Xuyên thấy được quanh thân toát ra một luồng khí âm sát đen nhánh, có mấy trăm lệ hồn đang dán lên người hắn. Một loạt biến cố. Hoàn toàn không cho Dương Bách Xuyên thời gian để phản ứng. Nhưng cũng có thể thấy bốn người bách biến thần quân đã lập kế trước từ lâu rồi, hiển nhiên sẽ không cho hắn thời gian để ứng đối. Giọng nói kinh hãi của lão quỷ vang lên, thiếu chủ nhân mau lui lại, có bẫy. Dương Bách Xuyên nghe vậy thì chỉ muốn trợn trắng mắt, giờ mới nói có bẫy thì đã quá muộn rồi. Nhờ vậy mà hắn cũng nhận ra rằng lão quỷ cũng không phải là vạn năng, không phải chuyện gì cũng dựa vào lão quỷ hết được. Rốt cuộc lão quỷ vẫn chưa hoàn toàn trở thành khí linh của pháp khí chí bảo của núi La Phù này, ông ta còn có nguy cơ sẽ bị giết chết khi núi La Phù sinh ra khí linh mới nữa. Lúc này điều mà Dương Bách Xuyên có thể làm được chỉ là nâng tầng phòng ngự của bản thân lên cao nhất, còn có kịp hay không,
có thể ngăn cản được công kích của Bách Biến Thần Quân hay không, chỉ có thể xem ý trời. Lần này hắn quả thật không ngờ rằng bốn người Bách Biến Thần Quân sẽ phát hiện ra hắn trước. Trong lòng thầm may mắn Diệp Vô Tâm không đi theo vào, không thì lần này cả hai bọn họ đều sẽ xong đời. Lúc Giáp Nhật Nguyệt Càn Khôn xuất hiện trên người, năng lượng khổng lồ rốt cuộc cũng bùng nổ. Dù sao thân thể của hắn cũng không cử động được, Dương Bách Xuyên chỉ có thể trơ mắt nhìn. Nhân danh Sơn Linh của núi La Phù, mượn dùng sức mạnh của núi La Phù, ngưng tụ. Giờ phút này Dương Bách Xuyên chỉ có thể nghe thấy giọng nói cực kỳ kiên quyết của lão quỷ. Sau đó Dương Bách Xuyên rõ ràng cảm giác được có một sức mạnh thần hồn cường đại đang bao bọc lấy hắn. Ầm vang. Ngay sau đó một tiếng động rung trời vang lên. Phốc. Dương Bách Xuyên cảm thấy cơ thể mình như bị sét đánh bầm dập. Xương cốt toàn thân đều tan thành từng mảnh, lục phủ ngũ tạng đều như bị lệch chỗ, hắn không nhịn được mà phun ra một ngụm máu. Năng lượng nổ mạnh khổng lồ đó hẳn là đến từ phù chú năng lượng mà lão giả thứ nhất ném ra, đồng thời trong đó còn pha lẫn kiếm khí vô cùng mạnh mẽ. Trong nháy mắt ấy, Dương Bách Xuyên cảm thấy lực lượng thần hồn bao bọc toàn thân mình đã tiêu tán trong tích tắc. Dư chấn dừng trên Giáp Nhật Nguyệt Càn Khôn, sau đó đánh mạnh vào hắn, bấy giờ mới tiêu tán toàn bộ lực lượng. Dương Bách Xuyên biết là lão quỷ đã ra tay bảo vệ hắn vào thời khắc cuối cùng, không thì chỉ với sự nổ mạnh của phù chú năng lượng và phù chú kiếm khí mạnh mẽ ấy cũng đủ để lấy mạng nhỏ của hắn rồi. Lúc này, cuối cùng Dương Bách Xuyên đã hiểu được sự đáng sợ của một tu sĩ Nguyên Anh Trung Kỳ. Như vậy là dù bị nhốt trong không gian bị áp chế lực lượng, họ vẫn sẽ có những thủ đoạn cực kỳ đáng sợ. Quả thật không thể coi thường. Sau khi cơn dư chấn của màn tấn công vừa rồi qua đi, giọng nói của lão quỷ vang lên bên tai Dương Bách Xuyên, nghe có vẻ cực kỳ suy yếu, thiếu chủ nhân lão hủ có tội, không phát hiện ra bốn người này đã có dự mưu từ trước, hiện giờ lão hủ cũng không còn sức để phản kháng nữa. Cần phải thu dưỡng một chút, trận chiến tiếp theo phải dựa vào bản thân thiếu chủ nhân rồi. Trong giọng nói của lão quỷ tràn ngập áy náy. Chuyện này không trách ngươi, ngươi cứ thu dưỡng cho tốt đi, chỉ cần lần này bọn họ vẫn chưa giết chết ta được, vậy tiếp theo sẽ là ta giết chết bọn họ. Dương Bách Xuyên nghiến răng nghiến lợi, thầm nói với lão quỷ ở trong lòng. Hắn cũng biết chuyện này không trách lão quỷ được. Lão quỷ có thể giúp hắn chống đỡ sự nổ mạnh của phù chú năng lượng và công kích của phù chú kiếm khí đã là cố gắng hết sức rồi. Đúng lúc này Bách Biến Thần Quân với nụ cười âm u quỷ dị xuất hiện ở trước mặt Dương Bách Xuyên, nói, được đấy thằng nhãi, thế mà có thể chống đỡ được sự nổ mạnh tương đương với một kim đan đại viên mãn tự bạo và công kích đến từ phù chú kiếm khí của Nguyên Anh Trung Kỳ, cũng ra gì phết đấy. Xem ra trên người thằng nhãi ngươi có không ít bí mật. Đáng để bổn quân phải hy sinh nhiều như vậy, trơ mắt nhìn ngươi giết sạch những người của ta ở bên ngoài, nhịn lại không xông lên mà đứng ở đây chờ ngươi cắn câu. Hiện tại ngươi bị định thân phù cố định rồi, bị trăm hồn của bổn quân quấn thân, bổn quân cũng muốn nhìn xem ngươi còn thủ đoạn gì nữa không. Dương Bách Xuyên nhìn nụ cười âm hiểm và vẻ mặt tàn nhẫn của Bách Biến Thần Quân Giản Tĩnh Tĩnh, nhếch miệng nói, ngươi thi triển thủ đoạn xong rồi thì tiếp theo đổi sang ông đây. Pha thứ nhất không giết chết được ông đây vậy thì hiện tại ông đây sẽ khiến người biết cái gì là hối hận. Lúc Dương Bách Xuyên nói chuyện, bốn người Bách Biến Thần Quân đã có cảm giác có chút không ổn, có điều giờ phút này trên người Dương Bách Xuyên bị trăm linh hồn quấn lấy, căn bản không thể nhúc nhích được, vì vậy Bách Biến Thần Quân chỉ xem như Dương Bách Xuyên đang mạnh miệng. Ông ta cười lạnh nói, nhãi con, không thể không thừa nhận ngươi thật sự có chút thủ đoạn, nhưng trong mắt bổn quân trung quy ngươi chỉ là con sâu cái kiến. Giao chìa khóa minh văn ra đây, bổn quân sẽ giữ cho ngươi được toàn thây. Con sâu cái kiến, Dương Bách Xuyên cười kỳ lạ, tiếp tục nói quả thật là con sâu cái kiến, mặc dù có tu vi đỉnh phong Nguyên Anh Trung Kỳ thì trong mắt ta quả thật vẫn chỉ là con sâu cái kiến, giết ngươi như giết chó, ha ha. Tuy rằng lúc này Dương Bách Xuyên đã bị Bách Biến Thần Quân Giản Tĩnh Tĩnh thả trăm linh hồn quấn thân, cơ thể không nhúc nhích được, nhưng hắn vẫn không hề căng thẳng sợ hãi chút nào. Bởi vì vừa rồi trong thời khắc nguy cấp hắn đã gọi sư phụ Vân Thiên Tà, bị lão già mở miệng liền mắng, thằng nhóc thối, trong không gian tịch diệt chỉ có pháp lực của con không bị hạn chế, chẳng lẽ còn không xử lý được mấy nguyên anh nho nhỏ, còn muốn làm phiền vi sư sao? Trong tay lão già đáng chết Bách Biến Thần Quân có cờ chiêu hồn, làm sao con đối phó được? Dương Bách Xuyên già mồm. Thứ vô dụng,
chẳng phải là mấy hồn phách oán linh hơi mạnh một chút thôi hả? Nghe kỹ chân ngôn vô thượng mà vi sư truyền cho con, đừng nói là đám oán linh cấp thấp này, cho dù là cổ hồn cũng có thể siêu độ được. Vân Thiên Tà vừa chửi bới Dương Bách Xuyên vừa truyền thụ chân ngôn chi pháp đối phó với những oán linh trong cờ chiêu hồn của Bách Biến Thần Quân trong đầu Dương Bách Xuyên. Dương Bách Xuyên khua môi múa mép đấu khẩu với Bách Biến Thần Quân chỉ là để kéo dài thời gian, âm thầm tìm hiểu chân ngôn mà sư phụ truyền thụ. Dù sao đi nữa hắn tin rằng lão già nắm chắc 100% như vậy thì nhất định chân ngôn mà ông truyền thụ cho mình sẽ có tác dụng. Vào những lúc thế này có thể kéo dài thời gian một chút thì kéo dài một chút, tìm hiểu cho quen với pháp thuật chân ngôn thêm một chút luôn không sai. Nói về bốn người Bách Biến Thần Quân, tuy rằng bọn họ dựa vào dấu vết đã sớm biết hắn xuất hiện, đào cái bẫy lớn để bẫy hắn, nhưng suy cho cùng vẫn dùng bùa chú mà ngoại lực khác, tu vi pháp lực của bản thân bọn họ vẫn bị hạn chế. Dương Bách Xuyên biết chỉ cần hóa giải cờ chiêu hồn của Bách Biến Thần Quân thì chuyện còn lại không đáng để lo. Bọn họ không thể có nhiều phù chú như vậy để lấy ra, cho dù là ở đâu thì phù chú có cấp bậc như bọn họ sử dụng cũng không phải dễ tìm, sẽ không có nhiều, cho dù là có thì hắn cũng có biện pháp ứng phó, chịu thiệt một lần là đủ rồi, không thể nào có lần thứ hai đúng chứ. Lúc này Bách Biến Thần Quân nhìn Dương Bách Xuyên mạnh miệng, trong lòng càng xác định Dương Bách Xuyên đang ra vẻ bình tĩnh. Trong lúc nhất thời cho rằng đã ăn chặt được Dương Bách Xuyên, bèn cười lạnh nói, thằng nhãi, bổn quân ngược lại muốn xem thử miệng của ngươi cứng đến mức nào. Sau khi ông ta nói xong thì nói với ba tu sĩ Nguyên Anh Trung Kỳ bên cạnh, ba vị đạo huynh giết hắn đi, lấy lại chìa khóa minh văn, đến lúc đó toàn bộ thiên tài địa bảo trong La Phù Đạo Cung chính là của bốn người chúng ta. Bách Biến Thần Quân ngược lại không hề nhúc nhích, bởi vì lúc này trong tay ông ta vẫn đang thao túng cờ chiêu hồn đối phó Xích Tượng Yêu Hồn. Trong mắt ông ta thì Dương Bách Xuyên không khó đối phó bằng Xích Tượng Yêu Hồn, khó khăn lắm ông ta mới trấn áp được nó, ông ta không muốn vì Dương Bách Xuyên mà xảy ra sự cố. Bách Biến Thần Quân nói với ba người xong thì không để ý tới Dương Bách Xuyên nữa, tập trung đối phó với Xích Tượng Yêu Hồn. Chỉ cần triệt để trấn áp Xích Tượng Yêu Hồn, đến lúc đó pháp bảo mà nó bảo vệ chính là của ông ta. Dù sao Dương Bách Xuyên bị ông ta thả 100 linh hồn quấn thân cũng không dấy lên nổi sóng gió gì. Sâu trong lòng Bách Biến Thần Quân vốn không hề tin tưởng bất kỳ kẻ nào, ba tên tu sĩ Nguyên Anh Trung Kỳ bên cạnh bà ta cũng không ngoại lệ, chỉ là bia đỡ đạn mà bà ta tìm để lợi dụng. Nếu như bà ta tin tưởng người khác thì đã không gọi là Bách Biến Thần Quân. Ba tên tu sĩ Nguyên Anh Trung Kỳ lại gần Dương Bách Xuyên, muốn ra tay với hắn. Giờ phút này Dương Bách Xuyên nở nụ cười khinh, trong lòng mặc niệm pháp quyết chân ngôn mà lão già truyền thụ cho hắn. Chỉ cần sử dụng pháp quyết chân ngôn thì 100 linh hồn dây dưa trên người hắn sẽ lập tức bị tiêu diệt, hắn chỉ cần đợi ba người tới gần sau đó bất chợt giết chết ba người. Thế nhưng hắn đã quên mất Diệp Vô Tâm. Hay nói cách khác là quên mất Diệp Vô Tâm luôn đối xử tốt với hắn. Vào những lúc thế này đại tiểu thư ngang ngược bốc đồng làm sao có thể bỏ mặc hắn bị người khác hại được. Chính sự sơ suất này đã khiến người nào đó họ Dương hoàn toàn bùng nổ. Ngay khi ba tên tu sĩ Nguyên Anh Trung Kỳ tiến lên một bước, đồng thời trong khoảnh khắc Dương Bách Xuyên chuẩn bị để xuất chiêu thì một bóng người xinh đẹp lao đến. Tìm đường chết. Một lão già trong đó trở tay tung ra một kiếm. Phập. A. À. Phụt. Diệp Vô Tâm vốn cho rằng nàng đánh lén thì sẽ thành công, có thể tranh thủ thời gian cho Dương Bách Xuyên, ai ngờ còn chưa tới gần đã bị một kiếm đâm xuyên lồng ngực, ngã dưới đất phun máu. Vô Tâm. Sắc mặt Dương Bách Xuyên hoàn toàn thay đổi, hắn không ngờ rằng nha đầu này lại xông tới vào lúc này. Trong lòng hắn hiểu kỳ thật nàng đang muốn giải vây cho hắn. Thế nhưng, bây giờ nàng ngược lại đã ngã xuống dưới trường kiếm của người khác. Dương Bách Xuyên nhìn trên ngực áo trắng tinh của Diệp Vô Tâm đã bị máu nhuộm đỏ một mảng lớn thì mắt đỏ ngầu, hét lớn một tiếng. Trong lòng hắn không để ý tới tính toán gì nữa. Chỉ muốn một lần giết chết ba tên tu sĩ Nguyên Anh Kỳ. Sau khi vận chuyển pháp quyết chân ngôn, 100 linh hồn quấn quanh người hắn lập tức gào khóc thảm thiết một trận, trong nháy mắt đã hóa thành từng luồng khói đen, tan biến khỏi trời đất. Chỉ trong thời gian khẽ động ý nghĩ một chút mà 100 linh hồn khó chơi đã tan thành hư ảo, đủ để thể hiện uy lực pháp quyết chân ngôn do lão già truyền thụ không hề khoa trương chút nào. Kiếm đầu long trong tay vận chuyển kiếm khí huyền hoàng tới cực hạn.
thậm chí dùng hết sức mạnh sấm sét dự trữ không nhiều trong cơ thể, vận chuyển chỉ xích thiên nhai công, một giây sau Dương Bách Xuyên đã xuất hiện bên cạnh lão giả đâm Diệp Vô Tâm bị thương, đột nhiên giáng xuống một kiếm. Chết đi! Phụt phụt! Dương Bách Xuyên hoàn toàn bùng nổ phẫn nộ la lên tung ra một kích, cộng thêm pháp thuật thần thông trên người giúp đỡ, một kiếm đã chém lão giả này thành hai nửa, sức mạnh sấm sét chí dương chí cương xen lẫn bên trong, nguyên anh của lão giả chưa kịp bỏ chạy đã bị sức mạnh sấm sét đánh cho nát bấy. Hai người còn lại nhìn thấy Dương Bách Xuyên đột nhiên thoát khỏi sự vây quanh của trăm linh hồn của Bách Biến Thần Quân, một kiếm giết chết một người trong nháy mắt. Bọn họ cảm nhận được dao động pháp lực mạnh mẽ trên người Dương Bách Xuyên thì sao lại không rõ tên quái thai Dương Bách Xuyên này có thể sử dụng pháp lực ở đây chứ? Với bọn họ thì chuyện này đúng là ác mộng, đừng thấy bọn họ có tu vi nguyên anh trung kỳ, nhưng ở đây bọn họ lại không thể sử dụng bất kỳ pháp lực gì, chỉ một tu sĩ kim đan tùy tiện tới cũng có thể lấy mạng đám giả bọn họ. Hai người kịp phản ứng, nhanh chân bỏ chạy. Nhưng Dương Bách Xuyên đang trong cơn giận dữ sẽ cho bọn họ cơ hội chạy trốn sao? Chết đi! Dương Bách Xuyên vận chuyển chỉ xích thiên nhai thần thông, như biến thành tia chớp đuổi theo sát hai người kia. Đồng thời hơi thở trên người Dương Bách Xuyên bùng nổ, trong cơ thể truyền tới một tiếng chấn động trầm trầm. Giờ phút này Dương Bách Xuyên biết hắn sắp đột phá, đáng tiếc bây giờ trong không gian tịch diệt căn bản không có linh khí trời đất. Có điều lúc này trong mắt hắn chỉ có ý giết chóc, phải giết chết hai tên tu sĩ Nguyên Anh Trung Kỳ mới có thể dừng tay. Không, a, à. Phụt phụt. Một cái đầu bay về phía không trung. Dương Bách Xuyên chặt đầu một người trong số đó, rồi lập tức thuận thế bổ xuống, cơ thể người thứ hai bị chặt ngang thành hai khúc, phá hủy Nguyên Anh. Chỉ chớp mắt một tu sĩ khác đã sợ mất mật, ngược lại không chạy, phóng trường đao trong tay về phía Dương Bách Xuyên. Dù sao hắn ta cũng biết không thể thoát khỏi tay tên sát thần Dương Bách Xuyên này, chỉ bằng chém giết một phen. Đôi mắt đầy tia máu của Dương Bách Xuyên nhíu lại, thâu thiên thủ. Tay phải thi triển một kích thủ cốt mạnh nhất, ngay lập tức biến thành một cái thú chảo khổng lồ chộp về phía người kia. Ầm ầm. Một âm thanh nặng nề vang lên, tên tu sĩ Nguyên Anh này trực tiếp bị một chiêu thần thông thâu thiên thủ dùng hết sức của Dương Bách Xuyên đập thành một đống thịt nát. Kỳ thật trước sau chưa đủ thời gian 5-6 hơi thở, Dương Bách Xuyên đã liên tục giết chết 3 tu sĩ Nguyên Anh Trung Kỳ trong lúc bại lộ. Mà Bách Biến Thần Quân đứng cách đó không xa thao túng cờ chiêu hồn tận mắt nhìn thấy một mặt sát thần của Dương Bách Xuyên, tất cả xảy ra quá nhanh, ông ta còn không có thời gian để phản ứng. Bách Biến Thần Quân thấy 3 người cụt chân đứt tay thì trong lòng run lên, bà ta sợ hãi. Nhưng cũng chính sự phân tâm này đã khiến xích tượng yêu hồn đột nhiên vùng ra khỏi áp chế. Giống. Tiếng gầm gừ giận dữ rung trời từ trong miệng xích tượng yêu hồn truyền ra. Dương Bách Xuyên chỉ chớp mắt đã thấy xích tượng yêu hồn há mồm phun ra một mũi tên nhọn bắn thẳng tới Bách Biến Thần Quân. Hắn biết mũi tên này chính là tấn công thần hồn mạnh mẽ, nếu Bách Biến Thần Quân không đón nổi cũng đủ cho ông ta chịu thiệt. Sắc mặt Bách Biến Thần Quân hoàn toàn thay đổi, ông ta phun phụt ra một ngụm tinh huyết vào cờ chiêu hồn trong tay, cờ chiêu hồn lập tức bừng bừng khí đen, phút chốc đã bao trùm lấy ông ta. Mũi tên của xích tượng yêu hồn cũng bay thẳng vào trong khí đen. A! À, từ trong khí đen truyền tới tiếng kêu thảm thiết của Bách Biến Thần Quân. Dương Bách Xuyên biết Bách Biến Thần Quân trúng một mũi tên này không chết cũng phải mất một lớp da, hắn không để ý tới nữa. Lắc mình đi tới bên cạnh Diệp Vô Tâm. Diệp Vô Tâm ngã vào vũng máu, chỗ ngực xuất hiện một lỗ máu, máu vẫn còn đang tuôn ra bên ngoài, có thể cảm nhận được hơi thở nàng yếu ớt, nhưng cũng may là chưa chết, điều này với Dương Bách Xuyên là vô cùng may mắn. Hắn vung tay lên trực tiếp lấy ra 2 giọt nước sinh minh trong bình càn không đút vào miệng Diệp Vô Tâm. Nha đầu ngốc! Sau khi cho Diệp Vô Tâm uống 2 giọt nước sinh mệnh, Dương Bách Xuyên nói thầm một câu rồi ôm nàng lên đặt ở một góc đại sảnh, sau đó đứng dậy lại nhìn vào bên trong, trong mắt tràn đầy ý giết chóc. Lúc này trong sân khí đen bốc lên ngùn ngụt, sau tiếng hét thảm thiết của Bách Biến Thần Quân đã không còn tiếng động nào nữa. Thế nhưng ma khí hừng hực vẫn không hề tiêu tan mà lại càng ngày càng đông lại, điều này chứng tỏ Bách Biến Thần Quân vẫn chưa chết. Sát ma khí liên tục bốc lên cuốn xích tượng yêu hồn vào trong cuốn tịch. Gào gừ gừ. Ô ô ô.
Bên trong âm sát ma khí khổng lồ vang lên tiếng gào thét của xích tượng yêu hồn, tiếng gào trầm đục vô cùng thảm thiết. Dương Bách Xuyên thấy vậy biết rõ một mũi tên thần hồn của xích tượng yêu hồn không giết chết được Bách Biến Thần Quân. Điều này cũng nằm trong dự đoán của hắn, đường đường là một ma đầu khét tiếng nếu như bị giết dễ dàng như vậy thì không phải là một người dám luyện chế ma khí cờ chiêu hồn thương thiên hại lý này. Nghe được tiếng gầm giận dữ của xích tượng yêu hồn, Dương Bách Xuyên sợ Bách Biến Thần Quân Giản Tĩnh Tĩnh sẽ sử dụng chiêu thức ngoan độc nào đó để hạ gục xích tượng yêu hồn, phải lấy được yêu hồn châu, cho nên hắn quyết định tiến lên giết Bách Biến Thần Quân. Dù sao lúc nãy trong cơn thịnh nộ cảnh giới của hắn đã có dấu hiệu đột phá đạt đến Nguyên Anh, khi nói chuyện sư phụ cũng đã xác nhận trong những trận chiến sinh tử là nơi nguy hiểm nhất nhưng cũng là lúc có khả năng đột phá cảnh giới cao nhất. Cho dù thế nào đi chăng nữa hắn cũng phải giết chết Bách Biến Thần Quân Giản Tĩnh Tĩnh. Yêu hồn châu cũng nhất định phải lấy được. Ở đây mặc dù không có linh khí trời đất trợ giúp hắn đạt đến Nguyên Anh, nhưng cũng không ảnh hưởng đến việc tăng tu vi của Dương Bách Xuyên. Hắn nghĩ tới viên đá căn nguyên mà chồn con đã cho hắn. Có viên đá căn nguyên trong tay hắn tin rằng có thể từ kim đan đại viên mãn đột phá đến cảnh giới Nguyên Anh, vậy là đủ rồi. Hắn xoay tay một cái viên đá căn nguyên xuất hiện trong lòng bàn tay. Dương Bách Xuyên vẫn dùng cách cũ lập tức nuốt đá căn nguyên vào trong bụng, dù sao đá căn nguyên cũng là linh khí thuần khiết nhất trong trời đất, hắn cũng không sợ không luyện hóa được hay bị tồn đọng. Với linh căn thuộc tính ngũ hành khi hắn tu luyện đột phá cảnh giới cần một lượng linh khí rất lớn. Sau khi nuốt đá căn nguyên, Dương Bách Xuyên lập tức trợn tròn mắt. Hắn đã quá coi thường lượng linh khí dồi dào chứa bên trong đá căn nguyên. Bây giờ chỉ có một ý nghĩa hiện lên trong đầu hắn nổ tan xác mà chết. Linh khí trời đất bùng nổ trong cơ thể thật sự là quá khổng lồ, vượt xa Dương Bách Xuyên tưởng tượng. Khoảnh khắc nguồn linh khí khổng lồ tràn vào đan điền, vận chuyển tới kim đan đạt cực hạn. Kim đan và đan điền đã như vậy rồi, đừng nói chi đến kỳ kinh bát mạch trong cơ thể, chỉ trong tích tắc đã bị luồng linh khí khổng lồ lấp đầy, Dương Bách Xuyên dấu hiệu cơ thể có thể nổ tung bất cứ lúc nào. Giờ khắc này toàn thân hắn tràn đầy lực lượng không có chỗ để phát tiết, hắn liều mạng muốn phát tiết lực lượng cuồn cuộn trong cơ thể mình ra ngoài, nếu không chỉ sợ hắn thật sự sẽ nổ tung. Có thể cảm nhận rất rõ ràng kinh mạch đang có dấu hiệu vỡ ra, nhưng may thay tốc độ chữa trị bên trong cũng rất nhanh. Hắn thật sự hoàn toàn không ngờ chỉ một viên đá căn nguyên mà lại có lượng linh khí lớn như vậy, thật là vượt xa tưởng tượng. Lúc này bên trong âm sát ma khí đen kịt vọng ra tiếng thét đau đớn của xích tượng yêu hồn. Ngay sau đó Dương Bách Xuyên nhìn thấy một bóng người cao 3 trượng ẩn trong ma khí đi ra. Chỉ một lát làn sương mù dày đặc tan hết, Dương Bách Xuyên thấy rõ tình hình trong sân, lập tức không nhịn được hít sâu. Sau khi âm sát ma khí tan hết, Dương Bách Xuyên thấy rõ bóng người cao 3 trượng bóng người là một ma đầu do vô số oan hồn tạo thành. Nhìn lên gương mặt thì thật sự là Bách Biến Thần Quân Giản Tĩnh Tĩnh. Mà xích tượng yêu hồn lúc này đang bị tên ma đầu hóa thân Bách Biến Thần Quân bóp chặt cổ, có vẻ có thể bị Bách Biến Thần Quân bóp chết bất cứ lúc nào. Dương Bách Xuyên thấy vậy bắt đầu sốt ruột rồi, nếu xích tượng yêu hồn bị Bách Biến Thần Quân bóp chết thì yêu hồn châu chắc chắn sẽ xuất hiện, đến lúc đó kế hoạch của hắn sẽ lập tức thất bại. Cũng thật không ngờ lão Bách Biến Thần Quân không chỉ bất tử mà còn chuẩn bị một đường lui mạnh hơn. Trong chớp mắt đã đảo ngược tình thế. Nhưng mà giờ này khắc này Dương Bách Xuyên vẫn không sợ hãi chút nào, hắn đã nuốt đá căn nguyên vào rồi, tu vi bên trong đang tăng nhanh như tên lửa, hơn nữa sức mạnh trong cơ thể còn có cảm giác muốn nổ tung, không có chỗ thoát ra ngoài. Bây giờ quan trọng nhất là hắn phải đưa bớt sức mạnh dư thừa ra ngoài, nếu không chắc chắn sẽ chết vì nổ tan xác. Hắn giơ cao thanh kiếm đồ long tức giận gầm lên một tiếng xông về phía hóa thân cao 3 trượng của Bách Biến Thần Quân Giản Tĩnh Tĩnh. Con rùa khốn nạn chịu chết đi, Dương Bách Xuyên gào lên. Hừ, Bách Biến Thần Quân hừ lạnh một tiếng, nhìn thấy kiếm của Dương Bách Xuyên lao tới, phất tay tạo ra âm sát ma khí mãnh liệt liều mạng đối đầu với công kích của Dương Bách Xuyên. Đùng. Lập tức Dương Bách Xuyên cảm thấy một sức mạnh khổng lồ đụng vào thân kiếm đồ long. Thân thể không trụ nổi bay ra ngoài. Bùm! Thoáng chốc Dương Bách Xuyên cảm giác giống như diều đứt dây, đụng mạnh vào vách tường trong sảnh lớn. Nhưng hắn không chỉ không bị thương mà khi bị va chạm dữ dội hắn lại cảm thấy trong cơ thể dễ chịu hơn rất nhiều,
sức mạnh không có chỗ bộc phát trong cơ thể đã được đưa bớt ra ngoài một ít. Có một ý nghĩ vô cùng cổ quái xuất hiện trong đầu hắn khiến Dương Bách Xuyên cảm giác mình thật ti tiện. Ý nghĩ cổ quái đó là hắn muốn bị đánh tiếp, được Bách Biến Thần Quân Giản Tĩnh Tĩnh đánh thêm nhiều lần nữa. Thật sự rất hoang đường. Nhưng mà thật sự là như vậy, sức mạnh trong cơ thể chỉ muốn nổ tung, nhưng khi bị đánh như vậy lại có thể phát tán bớt sức mạnh dư thừa. Ít nhất bị đánh thêm vài cái nữa thì không cần lo sẽ bị nổ tan xác chết. Dương Bách Xuyên đứng lên cười nhếch mép, lần này hắn cất luôn kiếm đồ long, cứ như vậy khua tay dùng nắm đấm lao về phía Bách Biến Thần Quân Giản Tĩnh Tĩnh. Ở bên trong nhất tâm nhị dụng, vận chuyển công pháp càn khôn cả trong lẫn ngoài, nội tu và ngoại tu, đồng thời tiến bộ. Trong đan điền trong chân khí kim đan đã đạt đến giới hạn, bất cứ lúc nào cũng có thể phá đan thành anh, đột phá đến nguyên anh bất tử. Để đạt đến nguyên anh, quan trọng nhất là phá đan thành anh để trở thành nguyên anh. Tu luyện cảnh giới này thật ra là phá ra rồi làm lại. Làm cho kim đan đã rất vất vả mới kết thành vỡ nát rồi sau đó hóa thành nguyên anh. Điều kiện tiên quyết là phải có một nguồn linh khí khổng lồ và dũng khí to lớn. Bây giờ Dương Bách Xuyên không thiếu linh khí, càng không thiếu dũng khí, thứ duy nhất hắn thiếu là thời gian. Chân khí tích lũy trong kim đan bắt buộc phải thật dồi dào, mới có thể chắc chắn đạt tới giới hạn cao nhất, sau khi phá đan mới có đủ chân khí để hóa thành nguyên anh. Chấm chấm chấm. Bách Biến Thần Quân Giản Tĩnh Tĩnh có thể dùng con át chủ bài lớn nhất, bà ta lấy sức mạnh của cờ chiêu hồn ra bắt đầu thiêu đốt. Nhìn thấy Dương Bách Xuyên xông đến lập tức phất tay đánh bay Dương Bách Xuyên ra ngoài, rồi sau đó muốn tiêu diệt xích tượng yêu hồn rồi cướp lấy thanh cổ kiếm ở trong sảnh lớn, trong mắt Bách Biến Thần Quân Giản Tĩnh Tĩnh phần chuôi của cổ kiếm mới là bảo vật quan trọng. Trong chớp mắt Dương Bách Xuyên lại xông lên lần nữa, lần này Bách Biến Thần Quân Giản Tĩnh Tĩnh cũng hết sức kinh ngạc, bà ta biết rõ, mặc dù ở đây bản thân không thể sử dụng pháp lực, nhưng chiêu vừa rồi mượn sức mạnh của cờ chiêu hồn không hề thua kém một chiêu đỉnh phong của mình chút nào. Không ngờ Dương Bách Xuyên lại giống như một con rắn đánh mãi không chết, lại lao đến mà không có gì cả. Giờ phút này Bách Biến Thần Quân mới phản ứng lại, dường như Dương Bách Xuyên có thể sử dụng pháp lực ở đây, dưới tình huống cổ quái như thế trong lòng Bách Biến Thần Quân cũng sợ hãi, không chậm trễ nữa. Bà ta dùng âm sát ma khí mạnh mẽ siết chặt cổ xích tượng yêu hồn còn một tay nắm lại đấm vào đầu xích tượng yêu hồn. Gào! Xích tượng yêu hồn giống to một tiếng, bị Bách Biến Thần Quân ném ra ngoài theo hướng Dương Bách Xuyên đang lao tới, rồi sau đó Bách Biến Thần Quân không để ý tới xích tượng yêu hồn và Dương Bách Xuyên nữa, từng bước đi đến trung tâm đại sảnh. Thanh cổ kiếm bay lơ lửng ở trung tâm đại sảnh, đó là thanh cổ kiếm do xích tượng yêu hồn bảo vệ. Trên danh nghĩa cũng là một trong 9 pháp bảo bị phong ấn. Khi Dương Bách Xuyên xông vào, nhìn thấy Bách Biến Thần Quân ra tay với xích tượng yêu hồn, trong lòng khiếp sợ, sợ Bách Biến Thần Quân Giản Tĩnh Tĩnh phát hiện ra yêu hồn châu của xích tượng yêu hồn. Không ngờ chỉ trong chớp mắt Bách Biến Thần Quân đã đánh xích tượng yêu hồn đến mức tàn phế, rồi ném về phía mình. Điều này làm cho Dương Bách Xuyên sững sờ giây lát, sau đó hắn vui mừng khôn xiết, nói thầm trong lòng, oa ha ha. Lão già kia lại trực tiếp đưa bảo vật quý giá nhất cho ta. Chỉ có hắn biết rõ để lấy được yêu hồn châu phải giết chết yêu hồn rồi sau đó yêu hồn châu sẽ tự động xuất hiện, lúc này xích tượng yêu hồn đã bị Bách Biến Thần Quân đánh đến mức hấp hối, rồi ném về phía Dương Bách Xuyên, đây không phải là đang tặng cho hắn sao? Hét lớn một tiếng, chân khí mạnh mẽ trong tay Dương Bách Xuyên bắt lấy xích tượng yêu hồn, hắn vận chân khí cắt đứt hoàn toàn xích tượng yêu hồn sức mạnh cuối cùng của thần hồn. Ngay lập tức một hạt châu màu đỏ xuất hiện trong tay Dương Bách Xuyên, hồn châu vẻn vẹn chỉ to bằng một hạt đào, nhìn kỹ phía trên còn có hình vẽ xích tượng yêu hồn. Trong lòng Dương Bách Xuyên đắc chí, hả hê, không ngờ lại lấy được dễ dàng như vậy, cảm nhận sức mạnh thần hồn khổng lồ bên trong xích tượng yêu hồn châu, hắn không nhịn được muốn phá lên cười thật to. Nhưng mà hắn còn chưa kịp cười thành tiếng, bên tai đang vang lên tràng cười điên cuồng của Bách Biến Thần Quân Giản Tĩnh Tĩnh. Ha ha ha! Dương Bách Xuyên nhìn sang, chỉ thấy Bách Biến Thần Quân Giản Tĩnh Tĩnh rốt cuộc cũng đã lấy được thanh cổ kiếm kia, rồi cười điên cuồng. Giờ phút này vẻ mặt Dương Bách Xuyên vô cùng cổ quái, trong lòng suy nghĩ nếu Bách Biến Thần Quân phát hiện ra thanh cổ kiếm mà bà ta lấy được chỉ là một linh khí bình thường không biết có tức đến hộc máu không?
Nghĩ tới đây người nào đó họ Dương cũng không nhịn được cười phá lên. Bách biến thần quân Giản Tịnh Tịnh lấy kiếm cổ, sau đó nhìn Dương Bách Xuyên như nhìn người chết. Bà ta cho rằng mình đã chiếm được pháp khí chí bảo của cung pháp bảo, cho dù không sử dụng cờ chiêu hồn cũng có thể lấy mạng Dương Bách Xuyên. Thấy Dương Bách Xuyên cũng cười ha ha, bách biến thần quân giận dữ nói, nhóc con, sắp chết đến nơi rồi mà còn cười được. Ngươi cứ cười đi, lát nữa không còn cơ hội cười nữa đâu. Đúng thế, lát nữa không còn cơ hội cười nữa, nhưng ta đảm bảo người không còn cơ hội là ngươi, ha ha. Dương Bách Xuyên nói ẩn ý. Hừ, sắp chết đến nơi còn mạnh miệng, hiện tại bản quân có pháp bảo trong tay, giết ngươi như giết chó. Bách biến thần quân Giản Tịnh Tịnh nói chắc như đinh đóng cột. Dương Bách Xuyên không nói thẳng ra kiếm cổ của bách biến thần quân chỉ là linh khí bình thường, hắn muốn xem vẻ mặt của bà già chết tiệt này sau khi phát hiện ra sự thật, hẳn là thú vị lắm đây. Ai là chó cứ xem là biết, sức mạnh toàn thân Dương Bách Xuyên vẫn tràn trề, chỉ có phát ra ngoài hắn mới thoải mái. Chân khí tiếp tục tích tụ trong kim đan, hắn định tích lũy một lần nữa để đột phá kim đan, phá đan thành anh. Nói xong Dương Bách Xuyên biến mất tại chỗ, xông thẳng đến chỗ bách biến thần quân. Dù sao hắn cũng cảm thấy toàn thân tràn đầy sức mạnh, là con rắn đánh mãi không chết. Hắn nghĩ bị đánh mới thoải mái, cũng muốn giết chết bách biến thần quân dựa vào sức mạnh trên người mình. Tự tìm đường chết, thấy Dương Bách Xuyên lại xông tới, bách biến thần quân nổi trận lôi đình, không thèm dùng pháp khí trong tay mà trực tiếp vung nắm đấm lên người Dương Bách Xuyên. Bộp! Một đấm nện trúng. Dương Bách Xuyên vẫn bị bách biến thần quân đấm bay như lần trước. Và hắn vẫn không bị làm sao cả, cứ thế bỏ dậy. Chẳng những hắn không bị thương, mà sau khi bị bách biến thần quân đấm bay hắn cảm thấy toàn thân khoan khoái, thậm chí chân khí khổng lồ trong cơ thể còn lưu chuyển thông suốt, chân khí trong kim đan đã ngưng thực vài phần. Dương Bách Xuyên nhếch môi cười ha hả, tiếp nào. Dứt lời hắn lại xông tới. Lần này sức mạnh tăng thêm một chút, khi Dương Bách Xuyên xông tới trước mặt bách biến thần quân, hắn vung nắm đấm muốn lấy cứng trọi cứng với đối phương. Bách biến thần quân nhíu mày nhìn Dương Bách Xuyên, thầm nghĩ, thằng nhóc quái dị, đánh mãi không chết thật ư. Phải biết là bà ta đã đốt sức mạnh của cờ chiêu hồn, thực lực tăng vọt. Sao lại không thể đánh chết một kim đan tép diêu kia chứ? Cho dù Dương Bách Xuyên có thể sử dụng pháp lực, nhưng như thế thì sao nào? Bách biến thần quân biết rằng sau khi đốt sức mạnh của cờ chiêu hồn, thực lực bản thân tăng vọt, xét theo một ý nghĩa nào đó thì thực lực đã vượt trên tu vi Nguyên Anh trung kỳ đỉnh phong. Thế nhưng khi giao đấu với Dương Bách Xuyên, bà ta đã ra đòn hai lần mà vẫn không đánh chết hắn, điều này khiến bà ta cực kỳ kinh ngạc. Bản quân không tin mình không đánh chết ngươi, ánh mắt bách biến thần quân như đóng băng, lần này bà ta vung nắm đấm khổng lồ, giáng mạnh vào Dương Bách Xuyên. Bà ta cũng gia tăng sức mạnh, không tin Dương Bách Xuyên bị đánh không chết. Điều khiến bách biến thần quân cảm thấy kỳ lạ chính là có vẻ như Dương Bách Xuyên càng bị đánh thì càng mạnh hơn. Bộp! Một giây sau, nắm đấm lớn của bách biến thần quân và nắm đấm nhỏ của Dương Bách Xuyên va đụng, phát ra âm thanh nặng nề. Ngay sau đó, mặt bách biến thần quân chợt biến sắc. Bởi vì bà ta phát hiện ra lần này Dương Bách Xuyên cũng bị mình đánh bay. Nhưng không rơi mạnh xuống đất mà chỉ bay ra 8-9 mét rồi đứng vững. Mạnh hơn rồi, bách biến thần quân Giản Tịnh Tịnh lẩm bẩm, ma khí âm sát bao quanh người, sức mạnh toàn thân ngưng tụ. Bà ta chuẩn bị ra một quyền đập chết Dương Bách Xuyên. Chẳng phải ngươi bị đánh không chết, càng bị đánh càng mạnh sao? Vậy thì bản quân chống mắt nhìn xem rốt cuộc ngươi lợi hại cỡ nào, có thể đỡ được một quyền tập hợp toàn bộ sức mạnh của bản quân hay không? Dương Bách Xuyên nhìn ma khí âm sát dày đặc bao quanh nắm đấm của bách biến thần quân, biết là tên thái giám ái nam ái nữ chết tiệt này chuẩn bị dốc toàn lực. Nhưng hắn không sợ chút nào, quả thật sức mạnh của hắn đã tăng vọt, hiện tại chân khí tích lũy trong kim đan đã đạt đến đỉnh phong, nhưng Dương Bách Xuyên cảm thấy còn có thể tiến thêm một bước, chỉ cần thêm một chút nữa thôi là hắn chắc chắn có thể phá đan thành anh. Dương Bách Xuyên không hề nao núng, vọt lên như đạn pháo. Đồng thời vung nắm đấm liều mạng với bách biến thần quân Giản Tịnh Tịnh. Từng quyền va chạm, tạo ra sóng khí vô hình. Bộp! Lần này Dương Bách Xuyên bay ra ngoài với nụ cười trên môi, bởi vì kết quả của đợt đụng độ này là thân ma cao 3 trượng do bách biến thần quân Giản Tịnh Tịnh biến ra cũng phải lùi lại.
Dương Bách Xuyên bị đánh trúng, quyền nào cũng mạnh mẽ. Nhờ có mấy quyền này, linh khí dư thừa trong cơ thể đã phóng ra ngoài. Sau khi vận chuyển công pháp, hắn cảm thấy toàn thân khoan khoái, mà kim đan trong đan điền cũng đột nhiên chấn động. Dương Bách Xuyên biết là cuối cùng chân khí trong kim đan đã đạt đến đỉnh điểm bão hòa, hiện tại chính là thời cơ phá đan thành anh. Dương Bách Xuyên lùi lại mấy mét thì dừng lại, lần này hắn không xông lên nữa mà chuẩn bị phá đan thành anh. Hắn thầm niệm trong lòng, trong lúc vận chuyển công pháp bất chợt thúc giục kim đan, ngay sau đó trong cơ thể phát ra một tiếng nổ trầm đục. Sau khi Dương Bách Xuyên thôi động chân khí, cả kim đan vỡ vụn rồi lại nhanh chóng chuyển động theo càn khôn tạo hóa quyết vận chuyển. Dương Bách Xuyên quan sát thấy chân khí bên trong đan điền gần như đã biến thành thực chất, ở vị trí chính giữa ngưng tụ ra một người Tí Hon cao 3 tấc. Thật ra sau khi phá đan, chân khí không nổ tung và lan rộng, mà tập trung lại dưới sự khống chế của công pháp, từ từ ngưng tụ thành một hình người. Dương Bách Xuyên biết người Tí Hon cao 3 tấc trong đan điền chính là nguyên anh của mình. Bước đầu phá đan đã thành công, bước tiếp theo là ngưng tụ hình người, tiếp đến là chờ người Tí Hon cao 3 tấc dần rõ nét là đạt tới cảnh giới nguyên anh chân chính. Kinh mạch trong cơ thể đã no đủ tới mức lượng linh khí khổng lồ không có chỗ giải phóng. Rốt cuộc khi Dương Bách Xuyên ngưng tụ nguyên anh, chân khí ùn ùn ập tới như xả lũ, thoáng cái đã ngưng tụ trong nguyên nhanh. Lúc này, nguyên anh đang dần dần ngưng thực tựa như một cái động đen, Dương Bách Xuyên cảm thấy bất kể trong cơ thể có bao nhiêu linh khí cũng có thể hấp thụ hết. Một giây trước linh khí khổng lồ từ đá căn nguyên nhiều đến nỗi khiến Dương Bách Xuyên cảm thấy mình suýt nổ chết, còn giờ phút này hắn lại cảm thấy không đủ dùng. Buồn ơi là sầu. Nhưng hắn có cảm giác nếu cố gắng thì thành công lên nguyên anh không thành vấn đề, nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi, muốn tiến thêm một bước thì e là linh khí từ đá căn nguyên không đủ. Từ lúc Dương Bách Xuyên nuốt đá căn nguyên đến bây giờ chưa đầy 10 phút ngắn ngủi, vậy mà trong cơ thể đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Khí tức toàn thân không ngừng tăng cao. Mà người sốc nhất là Bách Biến Thần Quân Giản Tịnh Tịnh. Sau khi một quyền chứa toàn lực của bà ta đụng độ với Dương Bách Xuyên, cơ thể lùi về sau liên tục, tâm trạng mất bình như có sấm nổ đùng đoàng. Bách Biến Thần Quân cứ tưởng một quyền chứa toàn lực của mình có thể đánh chết Dương Bách Xuyên, ai dè thằng nhãi này quá kỳ lạ, chúng một quyền liền mạnh hơn một phần. Sau một quyền này, thân ma cao 3 trượng của bà ta bị Dương Bách Xuyên đấm cho lảo đảo. Dương Bách Xuyên lùi lại 8-9 mét, Bách Biến Thần Quân chỉ lùi lại 3 bước, nhưng dù vậy cũng đủ khiến trong lòng bà ta nổi sóng to gió lớn. Bà ta có tu vi nguyên anh trung kỳ đỉnh phong, mặc dù pháp lực bị áp chế nhưng vẫn có sức mạnh của cờ chiêu hồn, một kích toàn lực của Bách Biến Thần Quân có thể so với nguyên anh hậu kỳ, vậy mà vẫn bị Dương Bách Xuyên đánh cho chấn động, quả thật khiến bà ta kinh hãi. Sau đó, Bách Biến Thần Quân cảm nhận được khí tức trên người Dương Bách Xuyên không ngừng tăng lên, càng lúc càng mạnh. Bà ta vô cùng quen thuộc với khí tức bậc này, đây là cảnh giới tu luyện mà mỗi tu sĩ nguyên anh đều trải qua. Phá đan thành anh, không ổn rồi, không thể để cho thằng nhãi này thuận lợi kết thành nguyên anh. Bách Biến Thần Quân cuống cuồng, hiện tại Dương Bách Xuyên mới chỉ là kim đan đại viên mãn, vậy mà bà ta cố lắm mới đối phó được. Nếu đối phương thuận lợi kết thành nguyên anh thì chẳng cần nghĩ cũng biết sẽ tạo thành mối đe dọa lớn nhường nào. Hơn nữa 3 chiếc chìa khóa minh văn kia đang ở trên người Dương Bách Xuyên, đến giờ bà ta chưa lấy được dù chỉ 1 chiếc. Nghĩ đến đây Bách Biến Thần Quân vô cùng sốt ruột. Không kiêng kỵ gì nữa, thanh kiếm trong tay bỗng nhiên rời vỏ. Ong! Kiếm cổ rời khỏi vỏ phát ra âm thanh lành lót. Nhãi con, trò chơi kết thúc rồi, chịu chết đi. Chém! Bách Biến Thần Quân thình lình chém xuống Dương Bách Xuyên. Mà lúc này Dương Bách Xuyên cũng hét dài, á! Cuối cùng thì đến giây phút này hắn cũng hoàn thành quá trình ngưng tụ nguyên anh. Người Tí Hon cao 3 tấc có mặt mũi rõ ràng ngồi xếp bằng trong đan điền, dáng vẻ là Dương Bách Xuyên phiên bản mini. Sau một tiếng hét dài, nguyên anh của hắn mở mắt ra. Ngay sau đó, trong đôi mắt của nguyên anh 3 tấc phóng ra 2 tia sáng tím giống như tia chớp. Dương Bách Xuyên nhìn kỹ thì phát hiện trong mắt trái nguyên anh của mình là mặt trời, trong mắt phải là mặt trăng. Tay trái cầm kiếm đồ long, trong tay phải là vảy rồng bay lơ lửng. Khi Nguyên Anh mở mắt, chiến ý ngút trời bùng phát ra ngoài. Dương Bách Xuyên thầm niệm trong lòng,
kiếm đầu long trong tay Nguyên Anh lóe lên ánh sáng bạc rồi xuất hiện trong tay hắn, bất chợt đỡ đòn tấn công của Bách Biến Thần Quân. Khi kiếm đầu long từ trong tay Nguyên Anh bay ra ngoài rồi nằm trong tay Dương Bách Xuyên, đột nhiên hắn cảm thấy kiếm khí nặng hơn rất nhiều. Nếu như trước kia kiếm khí huyền hoàng trong kiếm đầu long chỉ có thể phát huy một phần, thì bây giờ có thể phát huy ba phần kiếm khí ảo. Đối với Dương Bách Xuyên mà nói, đây đúng là niềm vui bất ngờ. Kiếm khí huyền hoàng trong kiếm đồ long tượng trưng cho cái gì, có uy lực cỡ nào, Dương Bách Xuyên là người biết rõ nhất. Chưa nói tới ba phần kiếm khí huyền hoàng, chỉ riêng kiếm khí đồ long bay ra ngoài cũng đủ để hắn thoải mái đối phó với người tu chân cảnh giới Nguyên Anh, huống chi hiện tại tu vi của hắn đã đạt tới cảnh giới Nguyên Anh sơ kỳ. Lúc này Dương Bách Xuyên cảm thấy sau khi đột phá tu vi, thực lực toàn thân tăng vọt, cũng tự tin hơn nhiều. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, quả thật hiện tại hắn có tư cách tự tin. Cảnh giới Nguyên Anh là khởi đầu một độ cao khác trên con đường tu đạo. Nếu nói dưới kim đan cần tu luyện sức, thì bắt đầu từ cảnh giới Nguyên Anh cần tu luyện hồn. Dưới kim đan lấy sức mạnh làm chủ, suy cho cùng vẫn có giới hạn về mặt thân thể. Tuy nhiên bắt đầu từ cảnh giới Nguyên Anh lại tu luyện thần hồn là chính, là giai đoạn đầu thoát khỏi hạn chế cơ thể. Đối với người tu chân, thần hồn vẫn là gốc rễ của tất cả, cho dù thân xác tử vong, chỉ cần thần hồn bất diệt thì vẫn có thể sống lại. Hai cảnh giới này khác nhau một trời một vực. Thần hồn có thoát ly khỏi cơ thể không có thần hồn chỉ là một cái xác thối. Chấm chấm chấm. Keng. Kiếm đầu long và thanh kiếm cổ trong tay Bách Biến Thần Quân va vào nhau, một kích cứng chọi cứng. Sau một kiếm với tiếng nổ vang trời, Dương Bách Xuyên không chút xây xước. Ba phần kiếm khí huyền hoàng trực tiếp phá hủy thân ma chiêu hồn của Bách Biến Thần Quân Giản Tịnh Tịnh. Á! Bách Biến Thần Quân lập tức hét lên thảm thiết, ma khí khổng lồ bao quanh bà ta lập tức vỡ vụn, trong tiếng hét thảm thiết còn xen lẫn tiếng quỷ khóc sói gào. Chỉ một nhát kiếm đã phá hủy thân ma của Bách Biến Thần Quân Giản Tịnh Tịnh. Điều này khiến Dương Bách Xuyên bất ngờ, nhưng cũng nằm trong dự liệu. Bản thân kiếm khí huyền hoàng đã tràn đầy khí tức hồng hoang. Hơn nữa còn là sức mạnh chí dương. Còn cờ chiêu hồn mà Bách Biến Thần Quân Giản Tịnh Tịnh sử dụng lại thuộc sức mạnh chí âm, kiếm khí huyền hoàng vừa vặn là khắc tinh của cờ chiêu hồn. Và lại sau khi Dương Bách Xuyên đạt đến Nguyên Anh Kỳ, hắn có thể sử dụng ba phần uy lực của kiếm khí huyền hoàng, hay nói chính xác hơn là kiếm đồ long, chỉ bằng một nhát kiếm đã phá hủy thân ma của Bách Biến Thần Quân Giản Tịnh Tịnh. Sau khi thân ma khổng lồ của Bách Biến Thần Quân tan vỡ và sức mạnh của cờ chiêu hồn tan biến, Bách Biến Thần Quân không còn chỗ dựa. Dương Bách Xuyên càng buồn cười hơn khi thấy Bách Biến Thần Quân Giản Tịnh Tịnh ngây ngốc nhìn thanh kiếm cổ trong tay với vẻ mặt khó tin. Sao có thể chứ? Bách Biến Thần Quân Giản Tịnh Tịnh vừa nhìn thanh kiếm cổ trong tay vừa lẩm bẩm. Dương Bách Xuyên cười ha ha, hắn biết cuối cùng Bách Biến Thần Quân cũng phát hiện ra kiếm cổ chỉ là linh khí bình thường. Thấy sắc mặt thoát trắng thoát xanh của Bách Biến Thần Quân Giản Tịnh Tịnh biến thành tím ngắt. Hắn không nhịn được cất lời, bà già khốn khiếp kinh ngạc lắm phải không, ha ha. Sao có thể chứ, không thể nào, Bách Biến Thần Quân run lẩy bẩy, vẫn không tài nào tin nổi trí bảo mà bà ta vắt óc bày mưu tính kế, trăm cay nghìn đắng mới lấy được chỉ là một linh khí. Ngươi đáng chết, nhất định là ngươi dở trò, đền trí bảo cho ta phải giết tên trộm nhà ngươi. Lúc này Bách Biến Thần Quân điên điên khùng khùng, dường như không thể chấp nhận sự thật. Bà ta cầm thanh kiếm cổ chẳng chịt vết nứt tấn công Dương Bách Xuyên. Dương Bách Xuyên cười gằn, đứng im chờ Bách Biến Thần Quân Giản Tịnh Tịnh xông tới. Đến khi đối phương lao tới, hắn trở tay chém một nhát. Ầm. Á. Keng. Bách Biến Thần Quân kêu gào thảm thiết, thanh kiếm cổ trong tay lập tức gãy đôi. Dương Bách Xuyên thuận thế chém một vết thương dài trên ngực Bách Biến Thần Quân Giản Tịnh Tịnh. Phụt, Bách Biến Thần Quân hộc máu, bay ra ngoài. Sau đó Dương Bách Xuyên chuẩn bị đánh rắn dập đầu, thuận thế đuổi theo. Dù sao Bách Biến Thần Quân Giản Tịnh Tịnh đã bị thương nặng, lúc này giết bà ta dễ như trở bàn tay. Nhưng đúng này lại xảy ra biến cố. Khi Dương Bách Xuyên xông đến bên cạnh Bách Biến Thần Quân, chỉ thấy trên bờ môi vương máu của Bách Biến Thần Quân nở nụ cười quỷ dị. Bà ta chậm rãi cất lời, ta lấy máu của ta tế máu chiêu hồn linh hồn vạn cổ, dùng máu và hồn của ta tế máu chiêu hồn ngàn vạn oan linh. Giết!
Sau khi nghe thấy Bách Biến Thần Quân Giản Tịnh Tịnh đọc một đoạn tối nghĩa, Dương Bách Xuyên có dự cảm không lành, vội vàng lùi về sau. Dầm. Hú. Thoát cái ma khí âm sát cực kỳ mạnh mẽ từ trong cờ chiêu hồn bay lên không trung, hóa thành vô số tia ma khí ngùn ngụt kèm theo tiếng gào rú u ám, nhanh chóng xoay vòng trong cơ thể Bách Biến Thần Quân. Tiếp đó, Bách Biến Thần Quân phát ra một tiếng hét không phải của con người. Dương Bách Xuyên nhìn thấy trên gương mặt bà ta xuất hiện từng đường hoa văn kỳ lạ, chớp mắt đã biến thành màu đỏ như máu, cơ thể bay lơ lửng. Ma khí âm sát quấn quanh người, sát khí ngút trời bao phủ khắp đại sảnh sơn động, sau đó trong không khí xuất hiện một luồng khí tức áp lực. Dương Bách Xuyên hoảng sợ, không ngờ Bách Biến Thần Quân lại quyết định lấy bản thân tế máu, cho vô số oan hồn trong cờ chiêu hồn chiếm cứ cơ thể. Tức là dùng máu huyết của bản thân hiến tế cho oan hồn trong cờ chiêu hồn, gỡ bỏ khống chế của cờ chiêu hồn. Đây chắc chắn là cờ chiêu hồn bắt đầu cắn trả. Giống như yêu thú, một khi cờ chiêu hồn bắt đầu cắn trả sẽ mất khống chế, mà vô số oan hồn mất khống chế tạo nên sức mạnh cắn trả vượt xa tưởng tượng. Oán khí bị khống chế trong cờ chiêu hồn một thời gian dài đột nhiên thoát ra ngoài chắc chắn cực kỳ đáng sợ. Dương Bách Xuyên thầm kinh hãi, bà già chết tiệt này ác thật đấy. Không ngờ Bách Biến Thần Quân lại tế máu chính mình, hơn nữa cái giá phải trả là vĩnh viễn hồn bay phách tán. Ha ha ha, nhãi con chết đi, á. Có lẽ Bách Biến Thần Quân Giản Tịnh Tịnh giữ được chút lý trí cuối cùng, hung hăng quát Dương Bách Xuyên. Sau đó bà ta hét lên thảm thiết, chắc là bị oan hồn cắn nuốt chút ý thức cuối cùng. Hú. Bách Biến Thần Quân phát ra tiếng gầm trầm thấp như tiếng hét từ vực sâu. Đôi mắt đỏ lòm nhìn Dương Bách Xuyên chòng chọc, bày ra tư thế có thể xông tới bất cứ lúc nào. Dương Bách Xuyên cầm kiếm đồ long, không dám xem thường. Mặc dù hiện tại tu vi của hắn đã đạt tới Nguyên Anh sơ kỳ, kiếm đồ long có thể phát huy 3 phần uy lực, nhưng hắn vẫn cảm thấy áp lực khi đối mặt với Bách Biến Thần Quân hóa ma sau khi bị cờ chiêu hồn cắn trả. Dương Bách Xuyên nhìn Bách Biến Thần Quân, hay nói chính xác hơn là ma đầu được bao phủ trong ma khí âm sát. Hừng hực khí thế phía đối diện. Hắn cầm kiếm đồ long, điều động kiếm khí huyền hoàng, tay phải chuẩn bị sẵn thần thông thủ cốt, chân khí toàn thân vận chuyển cực hạn, nheo mắt nhìn Bách Biến Thần Quân đã biến thành ma đầu phía đối diện. Mặc dù khí thế trên người đối phương đã thay đổi nghiêng trời lệch đất, nhưng Dương Bách Xuyên vẫn có tự tin. Chân ngôn pháp quyết lúc trước sư phụ truyền dạy cho hắn chính là khắc tinh chuyên đối phó với ma khí âm sát, hơn nữa có hiệu quả rõ rệt. Hắn không tin mình không tiêu diệt được một thân thể hóa ma không có ý thức. Một giây sau, Bách Biến Thần Quân bay lơ lửng giữa không trung rốt cuộc cũng hành động. Growl. Trong tiếng hét nghe như tiếng của một người mà cũng tựa như tiếng của vô số người, ma đầu vung hai tay, tức thì ma khí toàn thân như che trời ngập đất ập về phía Dương Bách Xuyên. Dương Bách Xuyên bị ma khí ngùn ngụt bao vây chỉ trong nháy mắt. Hắn lạnh lùng hừ mũi, trong lòng thầm niệm chân ngôn pháp quyết hàng ma, toàn thân tỏa ra quầng sáng màu vàng nhạt. Một luồng khí tức chí dương chí cương không ngừng tỏa ra trên người hắn. Sau khi ma khí dính lên người, quầng sáng màu vàng nhạt lập tức nổ tung. Xèo xèo xèo. Ma khí âm sát lập tức hóa thành hư không trong tiếng xèo xèo. Dương Bách Xuyên mừng rỡ, thầm nghĩ chân ngôn hàng ma mà sư phụ truyền dạy cho mình quả nhiên phi phàm. Kết hợp với chân khí thôi động thì đối phó với ma khí âm sát không có gì trở ngại. Sau khi thấy hiệu quả, Dương Bách Xuyên hoàn toàn yên tâm. Hắn hô to, Trích Tinh, Lao Nguyệt, Thâu Thiên. Ba chiêu thần thông thủ cốt biến thành ba nắm đấm khổng lồ to bằng cối xay, giáng xuống Bách Biến Thần Quân đã hóa ma, đồng thời sử dụng sức mạnh chân ngôn. Rầm rầm rầm. Tiếng nổ rung trời vang lên. Hú hú hú. Thân thể hóa ma của Bách Biến Thần Quân gào thét thảm thiết. Sau khi tu vi tăng vọt, tất nhiên ba chiêu thần thông thủ cốt của Dương Bách Xuyên cũng có uy lực khác xưa, mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Trong tầm mắt của Dương Bách Xuyên, cơ thể của Bách Biến Thần Quân bị ba chiêu thần thông thủ cốt nện liên tiếp, tức khắc phá hủy ma khí âm sát toàn thân. Dương Bách Xuyên nhắm chuẩn thời cơ, nhảy vọt lên rồi giơ kiếm đổ long chém. Tức thì một kiếm chém lên người Bách Biến Thần Quân. Hú! Tiếng hét thảm thiết nặng nề của Bách Biến Thần Quân Giản Tịnh Tịnh ngưng bặt, cơ thể nổ tung.
Ba chiêu thần thông thủ cốt cộng với ba phần kiếm khí huyền hoàng đã đánh ma đầu Bách Biến Thần Quân Giản Tịnh Tịnh hoàn toàn tan thành mây khói. Đến lúc này ma đầu ba đầu trong lòng Dương Bách Xuyên, tức là Bách Biến Thần Quân Giản Tịnh Tịnh đã chết. Bây giờ chỉ còn Hắc Hoa bà khá quái dị. Tuy nhiên, sau khi đạt nguyên anh, Dương Bách Xuyên không sợ bà ta nữa. Cả đại sảnh sơn động yên tĩnh trở lại. Dương Bách Xuyên đạt được ý muốn, đó là lấy được xích tượng yêu hồn châu và giết Bách Biến Thần Quân tên ma đầu dùng sinh linh bình thường để luyện chế cờ chiêu hồn, một loại ma khí tổn hại âm đức. Sau khi Bách Biến Thần Quân chết, cờ chiêu hồn cũng vỡ theo, vô số oan hồn từ từ tan biến trong không khí. Dương Bách Xuyên biết những oan hồn này đều là hồn phách của người bình thường, nếu thật sự có lục đạo luân hồi thì có lẽ sau khi bọn họ được giải thoát sẽ vào lục đạo, cũng coi như là một kết cục tốt. Có thể nói trong trận chiến này Dương Bách Xuyên có thu hoạch lớn, lấy được yêu hồn châu, tu vi thành công phá đan thành anh, giết chết mầm họa Bách Biến Thần Quân Giản Tịnh Tịnh, thực lực tăng cao trên mọi phương diện. Từ nay trở đi, con đường tu chân cũng bước vào một lĩnh vực mới. Chủ yếu tu luyện thần hồn là cảnh giới vô số người tu chân mong ước cảnh giới nguyên anh. Sau đó, Dương Bách Xuyên nhìn chân cụt tay cụt trong đại sảnh rồi xoay người rời đi. Chuyện ở đây xong rồi, hắn phải đi thu thập yêu hồn châu tiếp theo. Hiện tại tu vi đã đạt tới cảnh giới nguyên anh, sức mạnh thần hồn tăng là lẽ hiển nhiên, mà yêu hồn châu là thứ hiếm có khó tìm, đương nhiên Dương Bách Xuyên sẽ không từ bỏ. Vả lại sau khi tu vi tăng, tâm cảnh của hắn cũng thay đổi, vô hình chung trong lòng có cảm giác nôn nóng. Nôn nóng muốn tìm người thân, nôn nóng trở về trái đất, không biết cả nhà ra sao. Dương Bách Xuyên biết mình nhất định phải đẩy nhanh tốc độ, hắn không muốn tiếp tục lãng phí thời gian ở đây. So với thiên tài địa bảo, trong lòng hắn người thân bạn bè mới là nhất. Hắn muốn thu thập toàn bộ 9 yêu hồn châu. Lục viện còn lại hắn không định đi lần lượt từng nơi mà đến thẳng điện La Phù, thực hiện lời hứa với La Phù đạo quân và lão quỷ, sau đó ra ngoài tìm đồ đệ của mình, tiếp theo sẽ nghĩ cách trở về trái đất. Dương Bách Xuyên đi tới một góc đại sảnh, trông thấy Diệp Vô Tâm từ từ tỉnh lại. Hắn quan sát thấy sau khi Diệp Vô Tâm dùng 2 giọt nước sinh mệnh, vết thương đã khỏi hẳn không có gì đáng ngại, nhưng vẫn không nhịn được hỏi, ngươi cảm thấy thế nào? Ta không sao, ngươi. Diệp Vô Tâm đang trả lời thì nhìn thấy Dương Bách Xuyên đã lên nguyên anh, tức khắc trợn tròn mắt không nói lên lời. Có thể nói nàng là người biết rõ tu vi của Dương Bách Xuyên nhất, nàng cảm thấy từ lúc quen nhau đến bây giờ, Dương Bách Xuyên tu luyện nhanh như tên lửa. Lúc ở thành tán tu, Dương Bách Xuyên chỉ có tu vi kim đan sơ kỳ. Từ lúc vào núi La Phù đến giờ mới mấy tháng ngắn ngủi chưa đầy một năm, vậy mà Dương Bách Xuyên đã lên nguyên anh, khiến Diệp Vô Tâm có cảm giác không chân thật. Đành chịu thôi, tốc độ tu luyện này khiến ai cũng phải kinh ngạc, từ kim đan sơ kỳ bước vào cảnh giới nguyên anh trong vòng chưa đầy một năm. Đây là thành tựu mà vô số người cả đời không đạt được. Diệp Vô Tâm không phải người kiến thức hạn hẹp, trái lại nàng thuộc dòng chính nhà họ Diệp sở hữu thương hội phân bố khắp Sơn Hải giới, nàng từng gặp các bậc thiên tài, nhưng chưa từng thấy ai tu luyện nhanh như Dương Bách Xuyên. Người tu chân bình thường từ kim đan bước vào nguyên anh cần ít nhất 30 năm. Cho dù là thiên tài cũng phải 3 năm rưỡi. Vậy mà Dương Bách Xuyên chỉ tốn chưa tới 1 năm đã hoàn thành quá trình này, phải nói là yêu nghiệt. Diệp Vô Tâm ngày càng không nhìn thấu Dương Bách Xuyên. Lẽ nào Dương Bách Xuyên chỉ là tu sĩ bình thường đến từ một nơi nhỏ bé như lời hắn nói? Hiện tại Diệp Vô Tâm rất nghi ngờ Dương Bách Xuyên là thiên tài thuộc thế lực ẩn tông siêu cấp. Nàng vừa nhìn Dương Bách Xuyên vừa nghĩ thầm, hắn thần bí như vậy, yêu nghiệt như thế, mình. Có thể thành đôi với hắn không? Vấn đề này khiến Diệp Vô Tâm hết sức phiền não. Dương Bách Xuyên không nghĩ nhiều như vậy. Thấy Diệp Vô Tâm há hốc miệng nhìn mình, hắn nhếch môi nở nụ cười, ta may mắn phá đan thành anh. À phải rồi, Bách Biến Thần Quân đã bị ta giết, chúng ta ra ngoài trước rồi nói. Dứt lời Dương Bách Xuyên lấy ra 3 chiếc chìa khóa minh văn, mở cửa đi ra ngoài. Diệp Vô Tâm gật đầu với ánh mắt phức tạp. Theo sau Dương Bách Xuyên bước vào cánh cửa dẫn ra ngoài. Nàng thầm nghĩ mình cũng là kim đan đại viên mãn, có thể phá đan thành anh bất cứ lúc nào, mình nhất định phải theo kịp bước chân hắn, nhất định có thể. Dương Bách Xuyên dẫn theo Diệp Vô Tâm trở lại đại điện sơn động ở cung Pháp Bảo. Xung quanh vẫn là 9 cánh cửa hiện phù văn, nhưng 1 giây sau Dương Bách Xuyên chợt biến sắc.
Chín phủ văn vốn sáng lấp lánh, nhưng bây giờ hai nơi không còn sáng nữa, hoàn toàn tối tăm. Trong hai nơi tắt sáng đó, một nơi hắn vừa đi ra, nơi còn lại là chỗ của Hắc Hoa bà. Phù văn tắt sáng chỉ có một khả năng, đó là yêu hồn canh giữ bên trong đã bị giết. Bên chỗ của Dương Bách Xuyên, hắn đã tiêu diệt yêu hồn và bách biến thần quân, phù văn tắt sáng là chuyện bình thường. Nhưng phù văn bên chỗ Hắc Hoa bà cũng tắt sáng chứng tỏ bà ta đã thành công, lấy được pháp khí mà yêu hồn bảo vệ, thậm chí còn phát hiện ra bí mật của yêu hồn châu. Nghĩ đến đây, Dương Bách Xuyên hơi buồn bực. Diệp Vô Tâm cảm nhận được hơi thở của Dương Bách Xuyên bất ổn, bèn hỏi, ngươi sao thế? Dương Bách Xuyên lắc đầu, ta không sao. Thế này nhé, ta đưa ngươi đến thẳng lục viện tìm cơ duyên của mình. Lục viện là nơi duy nhất không bị hạn chế pháp lực, trong tam cung lục viện ở đạo cung La Phù chỉ có lục viện khá an toàn. Ngươi đi trước, sau đó ta sẽ đưa những người khác tới đó. Thật ra pháp khí ở cung pháp bảo không có gì đặc biệt, uy lực không mạnh bằng roi thiên diệp trong tay ngươi, ngươi đừng đi mạo hiểm có được không? Nghe Dương Bách Xuyên nói vậy, Diệp Vô Tâm cảm thấy ngọt như ăn mật, càng thêm quyết tâm cố gắng tu luyện để theo kịp bước chân Dương Bách Xuyên. Nàng không phải trẻ con, mặc dù đã tu luyện không ít nhưng trên phương diện tình cảm thì lại là lần đầu tiên kề cận với Dương Bách Xuyên như vậy. Sau khi nghĩ tới nghĩ lui, nàng biết là mình thích đối phương. Thấy Dương Bách Xuyên lo lắng cho sự an nguy của mình, nếu nói không cảm động thì đó là nói dối. Đừng thấy Diệp Vô Tâm có tính tình đại tiểu thư, tùy tiện thờ ơ mà lầm. Thật ra trên phương diện tình cảm, nội tâm nàng rất yếu đuối, không giỏi bày tỏ. Diệp Vô Tâm khẽ ừ, tỏ ý nghe theo Dương Bách Xuyên. Còn Dương Bách Xuyên thì đang nghĩ đến chuyện Hắc Hoa bà đã lấy yêu hồn châu, trong lòng hơi bực bội, không quan tâm tới biểu cảm của Diệp Vô Tâm. Thấy Diệp Vô Tâm đồng ý, hắn không nói thêm gì nữa, lấy ra ba chiếc chìa khóa minh văn rồi mở cánh cửa dẫn vào lục viện, bảo Diệp Vô Tâm đi vào lục viện rèn luyện. Trong thông tin La Phù đạo quân gửi tới, lục viện của đạo cung La Phù không phải không gian tu di mà nằm ở 6 địa điểm trên núi La Phù, không hạn chế pháp lực, coi như là khu vực bình thường. Thật ra lão quỷ đã từng nói, Dương Bách Xuyên cũng biết. Hiện tại đối mặt với 9 phù văn. Hắn biết rõ chín pháp bảo phong ấn không phải trọng điểm, mà trọng điểm là yêu hồn canh giữ. Dương Bách Xuyên cảm thấy không cần thiết phải để cho Diệp Vô Tâm đi mạo hiểm, lãng phí thời gian thêm nữa. Chỉ bằng để cho nàng vào lục viện thì tốt hơn. Mỗi người có cơ duyên của mình, nói không chừng Diệp Vô Tâm đi lục viện sẽ có thu hoạch, nhưng ở đây thì chắc chắn không có thu hoạch gì đáng kể. Với tư cách là một người bạn, Dương Bách Xuyên hy vọng Diệp Vô Tâm cũng có cơ duyên. Và lại từ lúc bắt đầu đến bây giờ, Diệp Vô Tâm đã quan tâm giúp đỡ hắn rất nhiều, sao hắn lại không cảm nhận được kia chứ? Cẩn thận nhé! Người cũng vậy. Lời nói ẩn chứa sự quan tâm dành cho đối phương. Sau khi Diệp Vô Tâm tiến vào cánh cửa, biến mất không còn bóng dáng, Dương Bách Xuyên híp mắt nhìn cánh cửa phù văn chỗ Hắc Hoa bà rồi xông vào trong. Một giây sau, hắn xuất hiện ở một đại sảnh sơn động giống hệt chỗ hắn vừa mới đi ra. Nơi này không có Hắc Hoa bà và xác của yêu hồn, chỉ có thi thể của mười mấy tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ. Hiện tại gần như có thể khẳng định Hắc Hoa bà đã lấy được pháp khí bảo vệ và yêu hồn châu, ra khỏi không gian này. Dương Bách Xuyên không nán lại nữa, lập tức sử dụng chìa khóa minh văn mở ra con đường dẫn tới các sơn động phù văn khác. Thứ nhất, hắn muốn cướp yêu hồn châu. Thứ hai, hắn phải tìm đám người Hắc Hoa bà. Thứ ba, hắn phải đưa đám người Lê Nặc vào lục viện. Tiếc là Dương Bách Xuyên đã đi hết 7 sơn động phù văn còn lại mà không thấy Hắc Hoa bà. Có điều trong lúc đó, hắn đã đưa đám người Lê Nặc vào lục viện, còn tiêu diệt mấy chục tu sĩ đi theo Hắc Hoa bà. Với tu vi Nguyên Anh kỳ và kiếm đồ long trong tay, hiện giờ Dương Bách Xuyên đối phó với Nguyên Anh sơ kỳ và trung kỳ có thể nói là tàn sát. Trên đường đi hắn đã cướp được 7 viên yêu hồn châu, giết sạch toàn bộ kẻ địch. Khi ra khỏi sơn động phù văn cuối cùng, Dương Bách Xuyên vẫn không phát hiện thấy tung tích của Hắc Hoa bà, chứng tỏ sau khi giết yêu hồn, bà ta đã tiến vào lục viện. Điều này nằm ngoài dự đoán của hắn, mà hiện tại hắn bắt đầu nóng vội, bởi vì Diệp Vô Tâm và đám người Lê Nặc đã được hắn đưa vào lục viện, chưa biết chừng đã chạm mặt Hắc Hoa bà. Nghĩ đến đây, Dương Bách Xuyên vội vàng bước vào cánh cửa, từ cung pháp bảo đến thẳng lục viện.
Dù sao hắn đã lấy được 8 viên yêu hồn châu, có thể khẳng định viên yêu hồn châu thứ 9 đã bị Hắc Hoa bà lấy mất. Đây là chuyện phiền phức, nhưng hắn cũng khá hài lòng. Vừa ra khỏi cánh cửa, cơn gió nhẹ mát mẻ thổi tới khiến Dương Bách Xuyên hít thở cũng thấy thoải mái. Nơi này là lục viện trong Tam Cung lục viện La Phù. Khác với Tam Cung, lục viện được xây trên núi. Thoạt trông cả dãy núi dài mấy trăm dặm toàn là cung điện lầu các không thấy điểm cuối. Dương Bách Xuyên biết nơi này là lục viện La Phù, lục viện La Phù nối tiếp nhau là nơi không áp chế pháp lực. Ở đây, pháp lực, linh thức, không bị hạn chế. Thật ra hô hấp thông thuận là kết quả của linh khí nồng đậm. Nơi này có thể sử dụng linh thức. Trước tiên Dương Bách Xuyên phóng linh thức ra kiểm tra, muốn tìm nhân tố không xác định còn lại là Hắc Hoa bà, cũng muốn nhìn xem đám Diệp Vô Tâm ra sao. Sau khi đạt cảnh giới Nguyên Anh, hắn vẫn chưa thử xem linh thức của mình phóng được bao xa. Sau khi phóng linh thức ra ngoài, Dương Bách Xuyên trợn tròn mắt, không ngờ phạm vi linh thức lên tới trăm dặm. So với linh thức mấy nghìn thước lúc trước đúng là khác biệt một trời một vực. Hắn không biết linh thức của Nguyên Anh tu sĩ khác có thể phóng xa bao nhiêu, nhưng hắn rất hài lòng với linh thức lên tới trăm dặm của mình. Trong linh thức hắn phát hiện đám người Lê Nặc, Diệp Vô Tâm đang ở các vị trí khác nhau, cũng phát hiện thấy trong lục viện của đạo cung La Phù có khí tức mạnh mẽ của yêu thú, chắc là yêu thú canh giữ lục viện. Dương Bách Xuyên không đi nói cho đám Diệp Vô Tâm, Lê Nặc những nơi có yêu thú, nhắc nhở bọn họ cẩn thận. Bởi vì con đường tu chân vốn tàn khốc, trên chặng đường rèn luyện của bọn họ khó tránh khỏi đám yêu thú kia, cho dù hắn nhắc nhở thì con đường tu chân sau này của bọn họ sẽ không được dài lâu. Mỗi người đều có con đường riêng phải đi, và lại mọi người mạo hiểm vào núi La Phù đều đã chuẩn bị tâm lý, những người vào đây không phải hạng đơn giản. Mặt khác, khí tức của yêu thú mà Dương Bách Xuyên phát hiện ra không có con nào vượt quá tứ chuyển, cho dù hai bên đụng độ cũng có thể đối phó. Hơn nữa, bên cạnh Diệp Vô Tâm còn có yêu vương Tiểu Bạch và nhóm Diệp Ninh, rõ ràng là hai bên đã tập hợp. Trải nghiệm tốt nhất trong tu hành là chiến đấu, Dương Bách Xuyên tin rằng bọn họ có thể đối phó, vì vậy hắn dứt khoát không lên tiếng nhắc nhở. Và lại, muốn lấy được thiên tài địa bảo thì làm gì có chuyện không phải trả giá. Chỉ tiếc là trong linh thức hắn vẫn không phát hiện ra tung tích của Hắc Hoa bà. Điều này khiến Dương Bách Xuyên hơi lo lắng. Một suy đoán không tốt lóe lên trong đầu Dương Bách Xuyên. Không có tung tích của Hắc Hoa bà trong đạo cung La Phù chỉ có một khả năng, đó là bà ta rất có thể đã tiến vào điện La Phù thần bí nhất. Cả đạo cung La Phù chỉ có điện La Phù là cung điện thần bí nhất, kỳ lạ nhất. Theo lời lão quỷ thì điện La Phù là một cung điện ẩn, không ai biết cách tới đó. Nhưng có hai người ngoại lệ. Một là Lê Nặc, bởi vì bà có bản đồ La Phù nên có thể tìm được điện La Phù, nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi, tìm được chưa chắc đã vào được, không có chìa khóa minh văn thì không thể vào. Hai là lão quỷ là sơn linh của nửa ngọn núi La Phù, tất nhiên biết vị trí của điện La Phù, nhưng ông ta muốn vào cũng không vào được. Không có thủ quyết pháp môn mà La Phù đạo quân để lại, không có chìa khóa minh văn thì cũng bó tay. Hiện tại Dương Bách Xuyên không muốn lãng phí thời gian ở chỗ này, hắn đoán là Hắc Hoa bà đã vào điện La Phù. Về vấn đề Hắc Hoa bà vào đó bằng cách nào, hẳn là bà ta có thủ đoạn riêng. Mặc dù điện La Phù thần bí, nhưng không có gì là tuyệt đối cả. Hơn nữa, lúc ở đạo cung, Hắc Hoa bà từng nói mình đã nghiên cứu La Phù nhiều năm, có thể là bà ta nắm giữ một số bí mật về núi La Phù, từ đó tìm được và tiến vào điện La Phù. Trước đó Dương Bách Xuyên không tìm thấy Hắc Hoa bà ở Tám Sơn Động Phù Văn trong cung pháp bảo, bây giờ cũng không tìm thấy bà ta ở lục viện La Phù, khả năng duy nhất là bà già này đã vào trong điện La Phù. Điện La Phù liên quan đến lời hứa của Dương Bách Xuyên với La Phù đạo quân và sự sống chết của lão quỷ, Dương Bách Xuyên không dám lơ là, do đó hắn không định lãng phí thời gian ở lục viện nữa, mà muốn đến thẳng điện La Phù. Sau khi suy nghĩ thông suốt, Dương Bách Xuyên lên tiếng, lão quỷ, ngươi còn sống không? Lúc trước lão quỷ bị thương nặng vì thay hắn đỡ đòn tấn công của Bách Quỷ trong cờ chiêu hồn của Bách Biến Thần Quân. Dương Bách Xuyên nghe thấy giọng nói của ông ta rất yếu, hắn không chắc đối phương có còn sống hay không. Tuy lão quỷ gọi hắn là thiếu chủ nhân,
nhưng giữa hai người không có quan hệ khế ước thần hồn. Bởi vì Dương Bách Xuyên lấy được thông tin truyền thừa từ tàn hồn trong bia ngọc của La Phù Đạo Quân, cho nên lão quỷ mới chủ động gọi hắn là thiếu chủ nhân. Hai bên không có bất kỳ khế ước thần hồn nào nên Dương Bách Xuyên không cảm nhận được sự tồn tại của lão quỷ phải chủ động tìm hắn mới được, vì vậy hắn mới dò hỏi lão quỷ có ở đây ca không. Nếu lão quỷ không trả lời, Dương Bách Xuyên sẽ đi tìm Lê Nặc. Tìm Lê Nặc mượn cuốn gia thú cũng có thể tìm được vị trí của Điện La Phù, nhưng làm như vậy thì phải dẫn theo Lê Nặc, mọi chuyện sẽ trở nên phức tạp, Dương Bách Xuyên không muốn thế. May mà Dương Bách Xuyên gọi xong, lão quỷ nhanh chóng trả lời. Thưa thiếu chủ nhân, lão hủ đây. Giọng nói của lão quỷ vẫn yếu như trước. Ông ta vừa dứt lời, thân hình cũng xuất hiện bên cạnh Dương Bách Xuyên. Ông ta vẫn luôn là hồn cổ ẩn trong bóng tối. Ngươi đã khỏe chưa? Dương Bách Xuyên hỏi lão quỷ. Cảm ơn thiếu chủ nhân quan tâm, lão hủ có thể từ từ hồi phục. Thiếu chủ nhân muốn vào Điện La Phù sao? Lão quỷ hỏi. Dương Bách Xuyên nheo mắt nhìn đối phương, đúng là ta muốn vào trong Điện La Phù, ta nghi ngờ Hắc Hoa bà đã vào đó, vì vậy không dám chậm trễ. Nếu ngươi không sao thì dẫn ta đến Điện La Phù đi. Thật ra Dương Bách Xuyên rất tò mò tại sao lần nào lão quỷ cũng biết suy nghĩ trong lòng mình. Hắn rất muốn hỏi, nhưng cuối cùng vẫn nhịn lại, ai cũng có bí mật riêng, chắc hẳn lão quỷ có thần thông nào đó, mà hắn cũng có bí mật của mình, cho nên không hỏi thì hơn. Mời thiếu chủ nhân đi cùng lão hủ, thật ra Điện La Phù ẩn giấu bên ngoài lục viện, thiếu chủ nhân có ba chìa khóa minh văn, còn nắm giữ pháp môn do tổ sư gia truyền lại, vì vậy tiến vào Điện La Phù không phải việc khó. Về phần Hắc Hoa bà, lão hủ cảm nhận được đúng là bà ta đã vào Điện La Phù, chắc là có bí quyết nào đó. Năm xưa La Phù gặp kiếp nạn lớn, thật ra không phải toàn bộ đệ tử La Phù đều chết hết, vẫn còn một số đệ tử tinh anh trốn thoát ra ngoài La Phù. Vì lẽ đó, Hắc Hoa bà điều tra được vài bí mật của La Phù, có thể đi vào Điện La Phù cũng không có gì lạ. Nhưng thiếu chủ nhân yên tâm, cho dù Hắc Hoa bà vào trong Điện La Phù cũng không thể đến trung tâm Điện La Phù, bởi vì ở đó có cấm chế do La Phù đạo quân đích thân thiết lập, không có pháp môn cấm chế của tổ sư ra thì không ai có thể đi vào trung tâm. Lão quỷ vừa bay về phía trước dẫn đường vừa giải thích những chuyện liên quan đến Điện La Phù. Hai người một nói một nghe. Thỉnh thoảng Dương Bách Xuyên lại hỏi một vài câu, bất chi bất giác hai người đã ra khỏi phạm vi lục viện La Phù. Lão quỷ đi tới một đỉnh núi mới dừng lại, chỉ vào một tảng đá to trên đỉnh núi và nói, thiếu chủ nhân, tảng đá cao 9 trượng này tên là đá La Phù, hay còn gọi là đá ngộ đạo. Chỉ có trưởng lão các thế hệ của La Phù mới được lĩnh ngộ đại đạo dưới đá ngộ đạo. Nghe nói tảng đá ngộ đạo này là La Phù đạo quân chém trời có được. Kết động cảm ngộ tu luyện của các đại trưởng lão La Phù trong suốt mấy vạn năm. Lĩnh ngộ thiên đạo dưới đá ngộ đạo có thể cảm nhận được những điều tâm đắc trong tu luyện của các đại trưởng lão bao đời, đó là điều đáng quý nhất. Ngoài ra, tảng đá ngộ đạo này cũng là cửa vào Điện La Phù. Thiếu chủ nhân lấy chìa khóa minh văn ra mới có thể vào trong. Dương Bách Xuyên nhìn đá ngộ đạo, thầm nghĩ mình có nên lấy tảng đá ngộ đạo này đi không nhỉ? Rõ ràng đá ngộ đạo là nền tảng phát triển tông môn, kết động cảm ngộ tu luyện của các đại trưởng lão bao đời. Nó là kho tàng tu luyện, xét từ một ý nghĩa nào đó, nó có giá trị không tưởng đối với sự phát triển của tông môn. La Phù vắng lặng suốt 3 vạn năm, nhưng sự tồn tại của thế lực La Phù lại vượt xa 3 vạn năm. Theo lời lão quỷ thì mấy vạn năm trước, La Phù cũng là một thế lực hùng mạnh ở Sơn Hải giới. Trong lịch sử, ở La Phù từng xuất hiện hơn mấy nghìn người tu chân trên xuất khiếu kỳ, tu vi của cấp bậc trưởng lão còn cao hơn. Nếu tảng đá ngộ đạo này chứa điều tâm đắc trong tu luyện của các đại trưởng lão La Phù bao đời nay, thì nó chắc chắn là chí bảo. Dương Bách Xuyên định đợi đến lúc ra ngoài sẽ lấy đá ngộ đạo, mang về Vân Môn. Sau đó, Dương Bách Xuyên lấy chìa khóa minh văn ra. Sau khi hắn thúc giục chân khí, ba chiếc chìa khóa minh văn phát ra ánh sáng màu xanh đậm chiếu lên đá ngộ đạo. Vô số phù văn lập tức hiện ra như nòng nọc, di chuyển trên đá ngộ đạo. Ánh sáng màu xanh đậm từ chìa khóa minh văn chiếu tới, đá ngộ đạo như biến thành một hồ nước, những phù văn trôi nổi như nòng nọc kia chuyển động trên bề mặt. Không lâu sau, một cánh cửa xuất hiện, Dương Bách Xuyên gật đầu với lão quỷ, lập tức bước vào cửa.
ánh sáng xanh vô cùng chói mắt, Dương Bách Xuyên nhắm mắt lại như bình thường. Ngay sau đó dưới chân thoáng chao đảo, hắn còn chưa mở mắt ra đã nghe thấy tiếng hét của lão quỷ vang lên bên tai, thiếu chủ nhân cẩn thận. Lão quỷ vừa nói vừa túm lấy cánh tay Dương Bách Xuyên, cấp tốc lùi về sau. Lúc này Dương Bách Xuyên thình lình mở mắt ra, tức thì hít sâu một hơi. Trong lúc bị lão quỷ kéo về phía sau, Dương Bách Xuyên nhìn thấy ít nhất 7-8 tia sáng vọt về phía hắn và lão quỷ. Mỗi tia sáng đều tràn đầy khí tức mạnh mẽ, yếu nhất cũng là tu vi Nguyên Anh sơ kỳ. Thật ra những tia sáng này đều là đòn tấn công của tu sĩ. Nếu như lần này hắn trúng chiêu, thì cho dù chống đỡ được cũng bị ăn hành. May mà hắn có lão quỷ bên cạnh, nếu không lần này sẽ lật thuyền trong mương. Trong lúc gấp gáp, Dương Bách Xuyên tung ra ba chiêu thần thông thủ cốt. Ầm ầm ầm. Sau một chuỗi âm thanh nặng nề, rốt cuộc hiện trường cũng yên tĩnh lại, coi như là chuyển nguy thành an. Hiện tại Dương Bách Xuyên và lão quỷ đã lùi lại 20 mét. Lúc này hắn mới kịp quan sát hoàn cảnh xung quanh. Đây là một đại điện rộng 5-600 mét vuông, chắc hẳn là điện La Phù. Thiếu chủ nhân, đây là nơi cốt lõi nhất của đạo cung La Phù, điện La Phù. Câu nói của lão quỷ đã chứng thực cho suy nghĩ trong lòng Dương Bách Xuyên. Hắn gật đầu tỏ ý đã biết, sau đó híp mắt nhìn 7-8 người cách 20 mét, Hắc Hoa bà cũng ở đó. Quả nhiên mình không đoán sai, đúng là bà già này đã vào điện La Phù. Dương Bách Xuyên lẩm bẩm trong lòng. Dương Bách Xuyên, quả nhiên ngươi không tầm thường, xem ra Bách Biến Thần Quân và Sơn Mộc Đạo Nhân đều chết trong tay ngươi. Vậy thì... ta nghĩ bây giờ chúng ta có thể nói chuyện rồi. Ngươi có thể vào điện La Phù chứng tỏ ngươi có tư cách nói chuyện với bà già này. Hắc Hoa bà nhìn chằm chằm vào Dương Bách Xuyên bằng đôi mắt già nua đục ngầu. Nghe giọng điệu thì hình như bà ta không hề lo lắng, Dương Bách Xuyên cười khẩy, ta có tư cách. Nhưng ngươi có tư cách gì mà nói chuyện với ta? Hắc Hoa bà nở nụ cười u ám, ha ha. Sau nụ cười nham hiểm như đang mỉa mai. Hắc Hoa bà thốt ra một câu nằm ngoài dự đoán của Dương Bách Xuyên. Chỉ nghe bà ta nói rằng, có lẽ ta nói ra, thằng nhãi ngươi cũng không tin. Tổ tiên của ta chính là trưởng lão của hình đường La Phù. Trong đại kiếp La Phù, tổ tiên nhà ta có người thoát nạn, vì thế ta mới có thể tiến vào điện La Phù của thánh địa La Phù. Nói vậy thì ngươi kêu gọi đám người Bách Biến Thần Quân, Sơn Mộc Đạo Nhân là lừa bọn họ sao? Dương Bách Xuyên khá hiểu Hắc Hoa bà. Rất có thể là ngay từ đầu bà ta đã dắt mũi mọi người, thậm chí nhóm Lê Nặc và hắn cũng nằm trong kế hoạch của bà ta. Không tính là lừa dối, chỉ có thể nói là cần thiết. Bọn họ không phải người lương thiện, vốn dĩ bà già này chỉ muốn dẫn bọn họ đến đạo cung hỗ trợ ta. Không ngờ ta may mắn, ở đạo cung La Phù biết được một vài bí mật, không cần chìa khóa minh văn cũng có thể tự do tiến vào điện La Phù một cách dễ dàng. Hắc Hoa bà đắc ý khoe khoang. Bí mật gì? Dương Bách Xuyên bất giác hỏi. Ha ha, ngươi cho rằng bà già này sẽ nói cho ngươi biết ư? Thế này nhé, hai chúng ta hợp tác, ngươi dùng pháp môn của La Phù đạo quân mở cấm chế ở trung tâm điện La Phù, ta sẽ cho ngươi một viên đan sinh sinh tạo hóa giúp tu vi của thằng nhóc ngươi tiến thêm một bước. Còn nữa, rất nhiều điển tịch tu đạo của La Phù đều bị phong ấn ở trung tâm La Phù, khi nào mở cấm chế, ngươi có thể tùy chọn. Ngươi thấy sao? Dương Bách Xuyên híp mắt nhìn Hắc Hoa bà, không ngờ bà già này lại biết nhiều như vậy. Trung tâm điện La Phù có cấm chế do La Phù đạo quân đích thân thiết lập, ngay cả sơn linh của nửa ngọn núi La Phù cũng không biết bên trong có gì, Dương Bách Xuyên cũng chỉ biết nửa vời. Lúc trước tàn hồn của La Phù đạo quân cũng chỉ nói với hắn ở trung tâm điện La Phù có đồ để lại cho đời sau của ông ấy, không nói cụ thể là thứ gì. Nhưng xem ra Hắc Hoa bà biết rõ đồ vật phong ấn bên trong trung tâm. Điều này khiến Dương Bách Xuyên khó hiểu. Trước tiên ngươi hãy nói cho ta biết trong cấm chế ở trung tâm có cái gì. Dương Bách Xuyên lên tiếng. Ha ha, nhãi con moi tin từ ta hả? Hắc Hoa bà cười gằn rồi nói tiếp, nói cho ngươi biết cũng chẳng sao. Trong cấm chế ở trung tâm điện La Phù phong ấn công pháp điển tịch truyền thừa của La Phù, và cả đan sinh sinh tạo hóa nổi tiếng khắp Sơn Hải giới, cùng với rất nhiều pháp bảo chân chính. Không phải linh khí bình thường như ở cung pháp bảo mà là pháp bảo có thuộc tính phong ấn yêu hồn. Tóm lại là chỉ cần thằng nhãi ngươi dùng pháp môn truyền thừa của đạo quân mở cấm chế, bà già này sẽ chia sẻ tất cả bảo bối với ngươi.
Ngươi thấy sao? Hai mắt Hắc Hoa bà lóe sáng. Dương Bách Xuyên thấy vậy há lại không biết bà ta đang lừa người, sao hắn có thể tin tưởng bà ta? Chẳng sao cả, hi hi, người bị ấm đầu à? Ta có pháp môn truyền thừa mở cấm chế trung tâm điện La Phù cơ mà, người tưởng ta ngu chắc, ha ha. Dương Bách Xuyên cảm thấy mình làm nhảm với Hắc Hoa bà đủ rồi, cũng đoán được một vài thông tin từ lời nói của bà ta, vì vậy hắn không lãng phí thời gian với bà ta nữa. Nếu hắn tin lời Hắc Hoa bà, đến cuối cùng bản thân chẳng còn xương vụn chứ đừng nói chi đến bảo bối. Hơn nữa, hắn nhìn thấy một người quen, U Dương Hải Đường. Trước kia Dương Bách Xuyên không biết, nhưng sau khi vào đạo cung La Phù hắn mới biết U Dương Hải Đường là đồ đệ của Hắc Hoa bà. Có U Dương Hải Đường ở đây, cho dù Hắc Hoa bà nói thật, Dương Bách Xuyên cũng không chọn hợp tác với bà ta. U Dương Hải Đường nấp sau lưng Hắc Hoa bà. Sát ý vô tình lộ ra trong ánh mắt khiến Dương Bách Xuyên không rét mà run. Bị ả đàn bà này để mắt đến chẳng khác gì bị rắn lục theo dõi. Sao hắn có thể tin tưởng Hắc Hoa bà? Cho dù rất có thể là bà ta nằm giữ bí mật nào đó về điện La Phù, nhưng... Thế thì sao nào? Dương Bách Xuyên này sợ chắc. Tự tìm đường chết, Hắc Hoa bà nổi giận, biết là nãy giờ Dương Bách Xuyên đùa giỡn mình, sau khi ta trấn áp ngươi. Siêu hồn ngươi ắt có thể mở cấm chế. Bắt hắn cho ta. Bà ta vung tay lên, tám người bên cạnh lập tức lao về phía Dương Bách Xuyên, trong đó có Âu Dương Hải Đường. Trong tám người có ba Nguyên Anh Trung Kỳ, năm Nguyên Anh Sơ Kỳ. Ở điện La Phù không áp chế pháp lực, trong đám người này chỉ có Hắc Hoa bà khiến Dương Bách Xuyên kiêng dè, tám người còn lại thì hắn chẳng để vào mắt. Bao gồm cả ba người tu chân tu vi Nguyên Anh Trung Kỳ. Dương Bách Xuyên lạnh lùng nhìn tám người xông tới, kiếm đầu long trong tay lóe lên ánh sáng bạc. Hắn vận chuyển chỉ xích thiên nhai công, bước một bước liền biến mất tại chỗ, sử dụng toàn bộ ba phần kiếm khí huyền hoàng. Sau khi Dương Bách Xuyên đạt Nguyên Anh sơ kỳ, thân pháp vốn nhanh như chớp giờ lại càng nhanh hơn. Tám người chỉ thấy Dương Bách Xuyên biến mất không còn bóng dáng, trong lòng lập tức kinh hãi, có dự cảm không lành. Có kẻ thông minh lập tức lùi về sau. Nhưng Dương Bách Xuyên ra tay sao có thể cho bọn họ cơ hội. Sau khi vận chuyển thân pháp nhanh như chớp, hắn vọt tới trước mặt tám người kia chỉ trong nháy mắt, kiếm đổ long lướt ngang một đường. Chém! Kiếm khí huyền hoàng bùng nổ, kiếm khí mạnh mẽ tràn đầy hơi thở hồng hoang phóng ra 5-6 trượng, chém vào tám người kia. À! Từng tiếng hét thảm thiết vang lên liên tiếp. Hắc Hoa bà đứng cách đó không xa, ánh mắt chợt đóng băng. Bà ta không ngờ thanh kiếm trong tay Dương Bách Xuyên lại mạnh như vậy. Trong tay bà ta xuất hiện khí đen, bất chợt ném 7 thanh phi đao dài 7 tấc về phía Dương Bách Xuyên, mà nói đúng hơn là kiếm khí của hắn. Sau đó, bà ta bay vèo tới, nhưng mục tiêu không phải Dương Bách Xuyên mà là đồ đệ U Dương Hải Đường. Một giây trước U Dương Hải Đường bị một nhát kiếm của Dương Bách Xuyên dọa sợ vỡ mật. Trơ mắt nhìn kiếm khí của hắn rơi lên người mình, nhưng đột nhiên có một thanh phi đao xuất hiện trước mặt, ngăn cản kiếm khí của Dương Bách Xuyên. Một giây sau cánh tay U Dương Hải Đường bị siết chặt, thì ra là sư phụ Hắc Hoa bà túm lấy bà ta kéo về đằng sau. Keng! Kiếm khí của Dương Bách Xuyên và phi đao của Hắc Hoa bà va vào nhau, phát ra âm thanh trầm đục. Phi đao của Hắc Hoa bà gãy thành từng đoạn. Trong tám người chỉ có U Dương Hải Đường thoát nạn. 7 người còn lại bị một kiếm của Dương Bách Xuyên cắt đứt đường sống. Ở đây chỉ còn lại 3 người là Dương Bách Xuyên và sư đồ Hắc Hoa bà, Âu Dương Hải Đường. Dương Bách Xuyên mặt mày tươi cười, còn Hắc Hoa bà thì mặt mày xanh mét. Bà già kia, sư đồ các ngươi chịu chết đi, lúc này tên họ Dương nào đó rất đắc ý. Nhưng sau đó Hắc Hoa bà nói ra một câu khiến lòng hắn lạnh đi một nửa. Chỉ nghe bà ta hô to, La Phù chi linh, lúc này không ra tay còn đợi lúc nào. Hắc Hoa bà cảm thấy thực lực của Dương Bách Xuyên đã vượt quá tưởng tượng của mình, chỉ dựa vào sư đồ hai người chắc là rất khó bắt được đối phương, vì vậy bà ta bắt đầu triệu hoán một đồng minh mới, La Phù chi linh. Nhờ có La Phù chi linh mới nên Hắc Hoa bà mới có thể thuận lợi tiến vào điện La Phù. Bà ta và La Phù chi linh đã đạt thành thỏa thuận. La Phù chi linh mới ra đời giúp Hắc Hoa bà tiến vào điện La Phù lấy toàn bộ mọi thứ trong đạo cung La Phù, còn Hắc Hoa bà sẽ mở cấm chế cho La Phù chi linh mới khống chế chí bảo núi La Phù này.
Dương Bách Xuyên nghe thấy lời triệu hoán của Hắc Hoa bà, lập tức hiểu ra tất cả. Hắn đã biết tại sao bà ta có thể thuận lợi tìm được Điện La Phù, thậm chí còn tiến vào Điện La Phù trong tình huống không có chìa khóa minh văn. Hóa ra tất cả là nhờ khí linh núi La Phù mới ra đời. Bây giờ xem ra Hắc Hoa bà và khí linh mới của núi La Phù đã cấu kết với nhau. Nếu đúng là như thế thì hơi phiền phức. Đối tượng lão quỷ lo lắng và sợ hãi nhất là khí linh núi La Phù mới sinh ra, kết quả là mối lo này đã trở thành sự thật. Nhưng Dương Bách Xuyên nghĩ kỹ thì thấy cũng đúng thôi, núi La Phù bị tiêu diệt mấy vạn năm, trong thời gian vạn năm đó, núi La Phù sinh ra một khí linh mới không phải việc gì khó, cũng hợp tình hợp lý. Nhưng hiện tại, khí linh mới lại trở thành kẻ địch đáng gờm của hắn và lão quỷ. Nếu chỉ có Hắc Hoa bà và U Dương Hải Đường, Dương Bách Xuyên không lo lắng về việc đối phó với bọn họ. Nhưng có thêm khí linh mới ra đời của núi La Phù thì khác. Phải biết rằng bản thân núi La Phù được mệnh danh là chí bảo của tiểu thế giới này, mà khí linh bên trong là linh hồn của nó. Khi núi La Phù không có chủ nhân, kẻ lợi hại nhất chính là khí linh bên trong. Chỉ có khí linh hiểu rõ núi La Phù, ngoài ra còn có thể huy động sức mạnh của núi La Phù. Điều khiến Dương Bách Xuyên nhức đầu là hiện giờ núi La Phù vô chủ, tức là hiện tại khí linh không có chủ nhân là kẻ mạnh nhất Điện La Phù, núi La Phù. Ai bảo khí linh có thể điều động sức mạnh của tiểu thế giới núi La Phù này chứ? Lúc này, lão quỷ thượng thiên nghiêm túc nói với Dương Bách Xuyên, thiếu chủ nhân không cần lo lắng, không phải là chúng ta không có phần thắng. Nghĩa là sao? Dương Bách Xuyên vội vàng hỏi. Lão quỷ trầm ngâm nói, theo lý thì khí linh mới ra đời thuộc núi La Phù chính tông, nhưng suy cho cùng hắn không phải La Phù chi linh vốn có, chỉ là linh khí mới sinh ra mà thôi. Hơn nữa hắn còn bị La Phù đạo quân phong ấn trong trung tâm Điện La Phù, nhiều nhất cũng chỉ có thể điều động sức mạnh trong Điện La Phù, không thể điều động sức mạnh của toàn bộ tiểu thế giới núi La Phù. Và lại, mặc dù lão hủ lấy thân hóa linh, nhưng trong đại kiếp La Phù ngày xưa đã liều mình vì nghĩa, có được vận khí đại nghĩa của La Phù, ít nhiều gì lão hủ cũng có thể sử dụng một ít sức mạnh của cả ngọn núi La Phù. Mặt khác, thiếu chủ nhân nắm giữ pháp môn truyền thừa của La Phù đạo quân. Xét theo một ý nghĩa nào đó, những pháp môn này là thủ đoạn luyện hóa núi La Phù, cũng là khắc tinh của La Phù chi linh. Nếu La Phù chi linh dám ra tay với thiếu chủ nhân, đến lúc đó ngài hãy dùng pháp môn của đạo quân để đối phó, chắc là có thể khắc chế khí linh mới. Chỉ cần thiếu chủ nhân áp chế được khí linh mới và mở ra cấm chế, lão hủ chắc chắn có thể thôn phệ khí linh mới ra đời. Đến khi mọi chuyện kết thúc, lão hủ thề tuyệt đối không phản bội thiếu chủ nhân. Xem như lão quỷ đã bày tỏ thái độ trong thời điểm quan trọng này. Dương Bách Xuyên nghe lão quỷ nói xong, đương nhiên có thể hiểu ý ông ta. Đối phó với La Phù chi linh mới sinh này, người nắm chắc bao nhiêu phần thắng? Dương Bách Xuyên hỏi lão quỷ. Đối phương trầm ngâm giây lát rồi nghiêm túc trả lời, tỷ lệ thắng 5 năm. Dương Bách Xuyên gật đầu, không nói thêm gì nữa. Hắn tin tưởng lão quỷ. Lão quỷ nói có thể áp chế La Phù chi linh mới, phần thắng 5 năm là tỷ lệ rất cao. Lúc này, cả đại điện trống rỗng nổi gió. Bỗng nhiên một tiếng nổ nặng nề vang lên. Sau đó, phía trước đại điện bất chợt xuất hiện một tấm chắn giống như màn nước ở chính giữa điện La Phù. Dương Bách Xuyên cho rằng màn nước màu vàng nhạt ấy là kết giới cấm chế. Kết giới khổng lồ gần như chiếm 1/3 diện tích đại điện, tạo thành kết giới cấm chế hình tròn trông vô cùng đồ sộ. Không nhìn rõ bên trong có gì, nhưng có thể cảm nhận được có sức mạnh vô hình từ trong kết giới tràn ra. Thiếu chủ nhân, đó là La Phù chi linh mới, có vẻ như hắn rất mạnh. Lão quỷ là người đầu tiên cảm nhận được, run rẩy giải thích cho Dương Bách Xuyên. Dương Bách Xuyên biết rõ khí linh La Phù mới sinh ra là mối nguy lớn nhất của lão quỷ. Một núi không thể chứa hai hổ, tương tự, núi La Phù không thể tồn tại hai La Phù chi linh. Lão quỷ là La Phù chi linh ngày xưa, hóa thân thành linh trong đại kiếp La Phù, là người có công lớn với La Phù, nắm giữ đại nghĩa. Còn khí linh La Phù mới sinh do chí bảo núi La Phù này thai nghén ra một lần nữa, tuy là huyết thống chính tông, là La Phù chi linh chân chính. Nhưng nói trắng ra là không có cống hiến cho núi La Phù. Hiện tại hai người đang tranh giành quyền khống chế tối cao của toàn bộ chí bảo núi La Phù. Về phần lão quỷ,
chỉ cần ông ta dung hợp trung tâm khu vực cấm chế ở Điện La Phù nữa thôi là có thể hoàn toàn khống chế toàn bộ chí bảo núi La Phù. La Phù Chi Linh mới ra đời cũng muốn ra khỏi cấm chế, sau đó dung hợp không gian núi La Phù bên ngoài cấm chế mới có thể chính thức trở thành La Phù Chi Linh chân chính. Nghĩ như vậy, Dương Bách Xuyên cảm thấy đúng là giữa lão quỷ và La Phù Chi Linh mới, tỷ lệ thắng là 5 năm. Tuy nhiên, hắn đã chọn ủng hộ lão quỷ thì nhất định sẽ ủng hộ tới cùng. Lão quỷ đã giúp đỡ hắn ngay từ đầu, bây giờ còn bày tỏ lòng trung thành với hắn. Xét từ bất cứ góc độ nào, hắn cũng phải đứng về phía lão quỷ, trợ giúp đối phương trở thành khí linh chính thống của núi La Phù. Và lại, hiện tại La Phù Chi Linh mới ra đời đã đạt thành thỏa thuận với Hắc Hoa bà, là kẻ địch của hắn. Chấm chấm chấm. Lúc này, trên gương mặt già nua của Hắc Hoa bà nở nụ cười đắc ý. Bà ta nhìn Dương Bách Xuyên cười u ám, nhóc con, bên cạnh ngươi có một sơn linh giả, bảo hắn hiện thân đi. Chỉ cần ngươi bắt sơn linh giả bên cạnh ngươi chủ động hiến tế cho khí linh mới của núi La Phù thôn phệ, lão thân có thể tha mạng cho ngươi. Dương Bách Xuyên trợn mắt, nhìn bà ta như nhìn kẻ ngu, bà già kia, ngươi đừng tưởng ngươi cấu kết với La Phù Chi Linh mới thì lợi hại lắm, ngươi thật sự cho rằng ta không có cách nào sao? Dương Bách Xuyên lạnh lùng hừ mũi, hô to với lão quỷ bên cạnh, lão quỷ chuẩn bị cho tốt, chúng ta giết bà già này, tiêu diệt La Phù Chi Linh. Ta đã hứa giúp ngươi trở thành La Phù chính thống thì nhất định sẽ thực hiện. Dương Bách Xuyên trấn an lão quỷ, hắn không muốn ông ta gây ra rắc rối gì trong thời điểm quan trọng này. Rõ ràng là Hắc Hoa bà đang ly gián quan hệ giữa hắn và lão quỷ. Sao hắn có thể để cho bà ta tiếp tục thực hiện ý đồ? Dương Bách Xuyên nói xong, kiếm đầu long trong tay tỏa ra kiếm khí, dưới chân vận chuyển thân pháp chỉ xích thiên nhai công, xông về phía sư đồ Hắc Hoa bà. Đúng là không biết điều, tự tìm đường chết, thấy Dương Bách Xuyên xông tới, Hắc Hoa bà lập tức giơ tay trái lên chạm vào kết giới cấm chế. Đồng thời ngâm nga, La Phù Chi Linh cho lão thân mượn sức mạnh. Trong lúc bà ta ngâm nga, tay phải cũng không nhàn rỗi, mở hồ lô đựng khí độc từng sử dụng ở cung Lưu Ly ra. Khói độc màu đỏ thẫm dày đặc ập tới Dương Bách Xuyên như một con rắn. Dương Bách Xuyên nhìn thấy sau khi tay trái của Hắc Hoa bà chạm vào kết giới cấm chế, cả kết giới phát ra ánh sáng chói mắt, sau đó sức mạnh cường đại hội tụ trong tay trái của bà ta. Dương Bách Xuyên sợ hết hồn. Hắn cảm nhận rõ trong sức mạnh hội tụ trên tay Hắc Hoa bà có sức mạnh thần hồn cường đại, trong lòng biết đó đây là sức mạnh mà Hắc Hoa bà mượn từ La Phù Chi Linh. Mặt khác, chất độc màu đỏ thẫm bay từ hồ lô ra không phải thứ tốt lành gì, cứ ập thẳng đến chỗ hắn như có linh tính. Lúc này Hắc Hoa bà hét lên, chết đi. Cùng lúc đó, sức mạnh mượn từ kết giới cấm chế hội tụ thành một quả bóng năng lượng với đường kính hơn 1 mét bay thẳng tới. Dương Bách Xuyên hoảng sợ, hắn cảm nhận được trong quả bóng năng lượng này chứa linh khí trời đất khổng lồ, mà điều quan trọng là sức mạnh thần hồn vô cùng mạnh. Nếu như lần này hắn không chống đỡ được thì e là sẽ lật thuyền trong mương. Đúng lúc này, lão quỷ hiện thân, hô to với Dương Bách Xuyên, thiếu chủ nhân giao cho ta, người hãy nghĩ cách dùng pháp môn của đạo quân đối phó với La Phù Chi Linh. Trong lúc nói chuyện, Dương Bách Xuyên thấy khí tức trên người lão quỷ tăng vọt. Phát ra ánh sáng vô cùng chói mắt. Ông ta duỗi hai tay tóm lấy quả bóng tràn đầy sức mạnh thần hồn, trên người không ngừng hội tụ sức mạnh, nhưng không phải linh khí trời đất. Dương Bách Xuyên biết lão quỷ đã dùng đến tuyệt chiêu, chắc là điều động sức mạnh không gian núi La Phù. Hắn không dè dặt nữa, lập tức tung một trường trích tinh thủ vào khí độc mà Hắc Hoa bà phóng ra. Một kích đánh tan khí độc màu đỏ của Hắc Hoa bà. Sau đó, hắn khẽ di chuyển, trên người xuất hiện giáp nhật nguyệt càn khôn. Một giây sau hắn xuất hiện bên cạnh Hắc Hoa bà, kiếm đổ long chém xuống. Chém. Á. Một kiếm này kết hợp với thần thông thân pháp khiến Hắc Hoa bà trở tay không kịp, lập tức bị Dương Bách Xuyên chém đứt cánh tay phải cầm hồ lô. Sau đó, Dương Bách Xuyên đánh một thủ quyết lên kết giới cấm chế. Chính là thủ quyết pháp môn dùng để mở ra trung tâm điện La Phù mà La Phù đạo quân truyền cho hắn. Áo! Sau khi thủ quyết đánh vào kết giới cấm chế, bên trong cấm chế vang lên tiếng gầm thét nghe có vẻ rất đau đớn. Dương Bách Xuyên mừng thầm, biết là thủ quyết pháp môn của La Phù đạo quân quả nhiên có tác dụng với La Phù Chi Linh mới ra đời. Lần này hắn yên tâm hơn hẳn,
híp mắt nhìn Hắc Hoa bà bà. Trước tiên phải giết bà già này mới được. Mặc dù La Phù Chi Linh mới ra đời rất mạnh, nhưng lại bị khống chế bên trong kết giới cấm chế. Mà Hắc Hoa bà có thể trở thành vật dẫn nhận sức mạnh của La Phù Chi Linh, bà ta mới là đầu sỏ gây tội. Hiện tại pháp môn của đạo quân có thể áp chế La Phù Chi Linh mới cách một tầng cấm chế. Không có sức mạnh của La Phù Chi Linh, hắn tin rằng mình có thể đối phó với Hắc Hoa bà. Vốn dĩ hắn chỉ thử xem pháp môn của đạo quân có tác dụng với La Phù Chi Linh bị phong ấn bên trong cấm chế hay không, bây giờ xem ra hiệu quả rõ rệt. Hơn nữa, thủ quyết pháp môn mà La Phù đạo quân truyền lại cho hắn không chỉ có công dụng mở cấm chế. Hẳn là, còn có tác dụng thu phục La Phù Chi Linh, hay nói chính xác hơn là thu phục chí bảo núi La Phù này. Dương Bách Xuyên nghĩ tới đây, trong lòng bùng lên nhiệt huyết. Hiện giờ hắn chỉ cần ngăn cản Hắc Hoa bà chạm vào kết giới cấm chế thì bà ta không thể nhận được sức mạnh của La Phù Chi Linh. Trong tiếng gào thét, rốt cuộc lão quỷ cũng hóa giải quả bóng thần hồn mà Hắc Hoa bà ném tới. Nhưng Dương Bách Xuyên phát hiện thân thể hồn cổ của lão quỷ đã mở đi, chắc hẳn ông ta đã trả giá lớn để hóa giải một kích này. Tuy Dương Bách Xuyên biết rõ lão quỷ đỡ một kích này là vì bản thân ông ta, nhưng hắn vẫn cảm động. Càng thêm kiên định nhất định phải giúp lão quỷ ngồi lên vị trí Sơn Linh La Phù, nếu không lão quỷ sắp rơi vào kết cục tan thành mây khói. Hiện tại mối nguy lớn nhất là Hắc Hoa bà đã bị Dương Bách Xuyên chém đứt cánh tay, quả thật khiến bà ta đau đớn. Tất nhiên so với cánh tay bị chặt đứt, điều khiến Hắc Hoa bà sợ hãi hơn là thủ quyết Dương Bách Xuyên đánh vào kết giới cấm chế khiến La Phù Chi Linh bị uy hiếp. Từ tiếng gào thét vọng ra từ bên trong kết giới cấm chế. Ai cũng nhận ra La Phù Chi Linh bị lép vế. Hắc Hoa bà cấp tốc suy nghĩ, biết là không thể tiếp tục tình trạng này, phải đánh nhanh thắng nhanh, giết Dương Bách Xuyên nhân lúc còn có thể mượn sức mạnh từ La Phù Chi Linh bên trong kết giới cấm chế. Nghĩ tới đây, Hắc Hoa bà bất chấp cánh tay bị chém đứt, đột nhiên xông tới kết giới cấm chế. Chỉ khi chạm vào kết giới cấm chế, bà ta mới có thể nhận được sức mạnh của La Phù Chi Linh. Lúc này Dương Bách Xuyên cực kỳ tự tin, cũng đã biết ngọn nguồn sức mạnh của Hắc Hoa bà, sao hắn có thể để cho bà ta đến gần kết giới lần nữa. Thấy Hắc Hoa bà xông về phía kết giới cấm chế, kiếm đầu long trong tay hắn lập tức chém tới. Keng! Tiểu bối khinh người, lão thân liều mạng với ngươi. Sau khi bị một kiếm của Dương Bách Xuyên ngăn cản, không thể đến gần kết giới cấm chế, Hắc Hoa bà nổi giận chửi mắng. Đột nhiên phun một ngụm máu lên chiếc hồ lô đen trong cánh tay chị chém đứt. Tiếp đó, bà ta gọi đồ đệ, đồ nhi tới kết giới cấm chế nhận sức mạnh của La Phù Chi Linh, trợ giúp phi sư giết địch. U Dương Hải Đường nghe sư phụ nói vậy, trả lời xong lập tức xông tới kết giới cấm chế. Dương Bách Xuyên lạnh lùng hừ mũi, hắn thầm niệm trong lòng, vảy rồng từ trong cơ thể phóng ra, lóe lên ánh sáng vàng, bay thẳng về phía U Dương Hải Đường. Đương nhiên hắn sẽ không để cho U Dương Hải Đường chạm vào kết giới cấm chế. Tuy nhiên, lúc này hắn phát hiện ra mình đã coi thường bà già Hắc Hoa. Chỉ thấy bà ta hừ lạnh một tiếng rồi thổi một hơi vào chiếc hồ lô trong tay, vua ngũ độc phi bước đi mau. Bà ta nói xong, một đốm sáng bạc bay ra khỏi hồ lô, tốc độ còn nhanh hơn vảy rồng, thoát cái đã va vào vảy rồng. Chíu, một âm thanh chói tai vang lên. Dương Bách Xuyên phát hiện âm thanh này phát ra từ đốm sáng bạc bên trong hồ lô của Hắc Hoa bà phóng ra. Hắn sử dụng linh thức, nhìn thấy đốm sáng bạc kia là một con rơi to bằng bàn tay, toàn thân màu bạc. Thảo nào trước đó bà ta hô phi bức ngũ độc, thì ra đúng là một con rơi. Vảy rồng đã bị con rơi màu bạc này đánh bay, khiến cho Dương Bách Xuyên liên kết với vảy rồng run rẩy cả người, bèn thu lại vảy rồng. Hắn thầm thở dài trong lòng. Không ngăn cản U Dương Hải Đường nữa, định bụng giết chết Hắc Hoa bà rồi tính tiếp. Dù sao U Dương Hải Đường mới chỉ là Nguyên Anh sơ kỳ, còn sư phụ Hắc Hoa bà là Nguyên Anh trung kỳ đỉnh phong, cho dù U Dương Hải Đường nhận được sức mạnh của La Phù Chi Linh trong cấm chế thì sức uy hiếp cũng nhỏ hơn Hắc Hoa bà. Kiếm đầu long chuyển động, Dương Bách Xuyên thuận thế chém vào Hắc Hoa bà. Kiếm khí huyền hoàng phóng ra 5-6 mét, một kiếm chém tới. Hắc Hoa bà dậm chân, tiếp tục phun một ngụm máu lên chiếc hồ lô trong tay, ngũ độc có linh, hiến tế tinh huyết, các con giết hắn cho lão thân. Bà ta vừa nói vừa ác độc nhìn Dương Bách Xuyên.
Dương Bách Xuyên trông thấy chiếc hồ lô trong tay Hắc Hoa bà tỏa ra huyết khí, phóng ra sương mù đỏ dày đặc. Tiếp đó, từng âm thanh lao xao vang vọng chân trời. Xì xì. Chít chít. Ộp ộp. Tu tu. Ếch ếch. Năm tiếng kêu khác nhau vang lên trong hồ lô. Sau đó, khi kiếm khí ảo sắp chạm tới trước mặt Hắc Hoa bà, Dương Bách Xuyên nhìn thấy bà ta thình lình ném hồ lô vào kiếm khí huyền hoàng. Ầm. Kiếm khí của Dương Bách Xuyên và hồ lô của Hắc Hoa bà va vào nhau, lập tức phát ra tiếng vang nặng nề. Dương Bách Xuyên cười ha ha, bởi vì kiếm khí của hắn đã đánh cho hồ lô của đối phương vỡ thành mảnh vụn. Sau tiếng nổ, một đám sương mù đỏ như máu xuất hiện, trông rất đáng sợ. Dương Bách Xuyên cũng không ngờ hồ lô của Hắc Hoa bà lại dễ dàng bị kiếm khí huyền hoàng của mình đánh vỡ như vậy. Ha ha, bà già kia, pháp bảo của ngươi vỡ rồi, ngươi còn thủ đoạn gì không? Dương Bách Xuyên hét lên với Hắc Hoa bà cách một đám sương đỏ như máu. Ha ha ha, Hắc Hoa bà đáp lại hắn bằng một tràng cười chói tai, sau đó cất giọng âm u nói, tiểu bối à, hôm nay lão thân sẽ cho ngươi mở mang tầm mắt. Bà ta nói xong, Dương Bách Xuyên giật thót, bỗng dưng hắn cảm thấy bất thường, bởi vì giọng điệu của đối phương không có vẻ chán nản khi pháp bảo bị phá hủy, ngược lại còn tràn đầy oán hận độc địa. Ngũ độc chi linh giết hắn cho ta, hãy cắn nuốt máu thịt của tên tiểu bối này, biến hắn trở thành thức ăn của các ngươi. Giết! Giọng điệu của Hắc Hoa bà thay đổi. Bà ta vung vẩy hai tay, hô to về phía đám xương đỏ khổng lồ. Chữ giết cuối câu gần như là từ trong cổ họng gầm ra, quả thật Hắc Hoa bà đã hận Dương Bách Xuyên tột độ. Để đối phó với Dương Bách Xuyên, bà ta không tiếc hủy hoại hồ lô bản mệnh mình nuôi dưỡng. Đương nhiên hồ lô không phải trọng điểm là linh trùng ngũ độc được nuôi trong hồ lô của bà ta. Đây là vật báu của bà ta, vẫn chưa nuôi dưỡng thành công, nhưng bà ta biết nếu như hôm nay mình không thả năm bảo bối này ra thì không có cách nào đối phó với Dương Bách Xuyên. Nhưng một khi thả ra, hậu quả là sau này linh trùng ngũ độc vĩnh viễn không thể tiến thêm một bước. Vì thế, Hắc Hoa bà hận không thể ăn tươi nuốt sống Dương Bách Xuyên. Ngươi cứ ra chiêu, ta tiếp chiêu. Dương Bách Xuyên nói hùng hồn vậy thôi, chứ thật ra trong lòng cũng sợ hãi. Hắn biết Hắc Hoa bà có hậu chiêu, nhưng không nghĩ ra là hậu chiêu gì. Hiện tại hắn đã biết thủ đoạn của bà ta là nuôi linh trùng ngũ độc. Thật ra lúc con rơi màu bạc xuất hiện, hắn đã có dự cảm rồi, nhưng không ngờ thật sự có người nuôi được linh trùng ngũ độc. Sau khi Hắc Hoa bà nói xong, bà ta vung vẩy hai tay, trong đám xương màu đỏ như máu xuất hiện năm đốm sáng bạc. Dương Bách Xuyên quan sát, sau khi nhìn rõ hắn không kìm được hít sâu một hơi. Trong xương mù đỏ có năm loài cá độc gồm rắn, cóc, rết, nhện, rơi, tất cả đều màu bạc. Ngoài đôi mắt màu đỏ máu ra, toàn thân trắng đều như tuyết, cực kỳ yêu dị. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 57.